Hyejin là một giáo viên dạy tại một trung tâm. Cô là một giáo viên dày dạn kinh nghiệm và được coi là ngôi sao hàng đầu trong trung tâm dạy học ngoại khóa. Với khả năng giảng dạy xuất sắc, Hyejin rất được các phụ huynh coi trọng. Một ngày nọ, có một học sinh học ở trung tâm thắc mắc với cô về câu hỏi trong kỳ thi giữa kỳ của nhà trường. Học sinh đó cho rằng đáp án mình chọn là không sai vì câu hỏi mô tả về một người nông dân nghèo. Ông ấy phải bán con bò của mình vì cuộc sống khó khăn, nhưng người này lại nói là hào hứng vui vẻ nên học sinh cho rằng đó là phản ngữ pháp. Hyejin khuyến khích học sinh của mình đưa ý kiến cá nhân của mình đến giáo viên của trường, nhưng không ngờ giáo viên chủ nhiệm của trường khẳng định rằng đó là cách ngôn vì nó không có ý nghĩa về mặt logic, nên đó là một phương án sai. Hyejin còn muốn đề xuất cho phụ huynh nộp đơn lên trưởng ban nghiên cứu để nêu ý kiến chính thức, nhưng họ không muốn làm lớn chuyện này, bởi vì mẹ của học sinh đó đã lo lắng hành động táo bạo này có thể làm cho con gái bị giáo viên ghét bỏ và ảnh hưởng đến thành tích học tập của cô. Nếu vụ việc được làm lớn, hậu quả sẽ không lường trước được. Để bảo vệ quyền lợi của học sinh, Hyejin quyết định giúp họ giải quyết vấn đề này. Vì vậy, cô quyết định gọi điện cho giáo viên ngữ văn ở trường của học sinh. Trong quá trình trao đổi, giáo viên ngữ văn đã gọi trực tiếp Hyejin đến trường. Khi thảo luận về câu hỏi, Hyejin đã thể hiện rõ ràng ý kiến phản đối về câu hỏi này và đề xuất giáo viên ngữ văn nên xem xét lại cách thức ra đề hiện nay liệu có vấn đề không. Các giáo viên trong các trường công luôn coi thường các trung tâm gia sư bên ngoài trường. Họ kiên quyết cho rằng việc tồn tại của các trung tâm này đã làm cho học sinh được học trước các chương trình trong sách giáo khoa, dẫn đến học sinh tự cho rằng mình đã hiểu bài. Điều này ảnh hưởng đến thành tích học tập của học sinh trong trường. Giáo viên ngữ văn kết luận rằng Hyejin đang thách thức ông, xúi giục học sinh làm loạn lấy điểm và xáo trộn xếp hạng. Nhưng Hyejin không để ý đến sự coi thường của các giáo viên trường công mà còn chỉ trích họ không nên đưa những câu hỏi mơ hồ như vậy trong kỳ thi. Cô cũng chỉ ra rằng giáo viên ngữ văn không muốn xem xét lại đề thi vì họ biết các học sinh sẽ không dám ý kiến sợ ảnh hưởng đến bảng điểm. Đó là lý do tại sao các giáo viên trường công cứng đầu và kiêu căng, không muốn thừa nhận câu hỏi họ đưa ra có vấn đề. Giáo viên ngữ văn bị những câu nói của Hyejin làm cho tức giận mà đứng lên túm chặt vai Hyejin. Tuy nhiên, Hyejin vẫn không hề sợ hãi, cô hy vọng các giáo viên có mặt có thể nghiêm túc thảo luận về sự bất đồng trong câu hỏi này. Sau đó, cô giả bộ bình tĩnh rời khỏi văn phòng giáo viên. Phải mất một thời gian, Hyejin mới lấy lại tinh thần và đi vào hiệu thuốc mua cao dán để dán vào vết bầm mà thầy giáo ngữ văn tạo ra trên vai cô. Khi quay trở lại trung tâm, Hyejin đã lấy lại nụ cười thường thấy của mình. Sau khi kết thúc buổi dạy, Hyejin vừa uống bia vừa nhìn vào đại sảnh danh vọng treo trên tường. Điều này cho thấy có vô số học sinh từ trung tâm này đã đậu vào các trường đại học danh tiếng. Trong số đó, tên Junho đã đánh thức nhiều kỷ niệm trong Hyejin. Chính lúc này, Junho đến trung tâm học thêm thăm Hyejin. Khi gặp nhau, Hyejin không kìm được niềm vui. Junho là một học sinh xuất sắc được Hyejin đào tạo từng bước từ việc học kém đến đậu vào đại học. Hyejin đã dành rất nhiều tâm huyết cho anh, thậm chí ghi chú trong điện thoại của mình là niềm tự hào của tôi. Sau một năm gặp lại, hai người trò chuyện vui vẻ đến đêm khuya. Sau khi Hyejin lên taxi, Junho nhìn vào tấm bảng quảng cáo trên bến xe buýt với nụ cười hạnh phúc trên môi. Thông tin tuyển dụng giáo viên của trung tâm học thêm bên cạnh đã thu hút sự chú ý của anh. Hôm sau, Hyejin nhận được cuộc điện thoại từ giáo viên ngữ văn, ông mời cô đến gặp trong phòng riêng của một nhà hàng. Sau sự việc ồn ào trước đó của Hyejin, tin tức lan truyền khắp nơi. Sau khi nhà trường hiểu được toàn bộ tình hình, họ quyết định tổ chức lại kỳ thi cho học sinh. Giáo viên ngữ văn nhận ra sai lầm của mình và đặc biệt mời Hyejin gặp riêng để xin lỗi. Giáo viên ngữ văn là một giáo viên mới chuyển đến. Đây cũng là kỳ thi đầu tiên do anh tổ chức. Vì những yếu tố như lòng ham học sinh hoặc tiêu chuẩn cao của học sinh nên giáo viên ngữ văn đã không lập tức thừa nhận lỗi lầm khi các em học sinh tìm đến. Trước mắt Hyejin, giáo viên ngữ văn cũng thừa nhận đề bài của mình vừa cũ kỹ vừa kém sáng tạo. Nhưng anh ấy chỉ có một thắc mắc, đó là có rất nhiều cách bình thường để kiến nghị với nhà trường, tại sao Hyejin lại chọn một cách dữ dội như vậy. Điều này sẽ khiến học sinh tin tưởng trung tâm học thêm hơn trường học. Trường học chỉ là nơi lấy thành tích học tập và giáo viên chỉ là người viết sổ liên lạc. Giáo viên ngữ văn cũng có lòng tự trọng của một người giáo viên và vẫn giữ một sự thiên vị đối với các trung tâm học thêm bên ngoài trường. Anh bày tỏ quan điểm mình không phải người ký hợp đồng để giảng dạy cho các em học sinh. Hyejin cũng thẳng thắn mà nói rằng người ký hợp đồng và giảng dạy cũng có vai trò và bổn phận của mình. Khi vấn đề được giải quyết, Hyejin cảm thấy khá hài lòng. Giáo viên tại trung tâm học thêm đã thách thức uy tín của trường chính quy, khiến danh tiếng của Hyejin lan rộng. Nhiều phụ huynh đã đến theo danh tiếng, đặt lịch hẹn tư vấn học thêm cho con. Do lượng công việc tại trung tâm tăng cao đột ngột, nên trung tâm cần tuyển thêm nhiều giáo viên giảng dạy. Sau quá trình lựa chọn, trung tâm đã tổ chức một kỳ thi viết cho giáo viên mới. Hyejin ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Junho cũng đến tham gia kỳ thi. Trong thời gian thi, Hyejin lang thang trong hành lang, đợi đến khi kỳ thi kết thúc mới biết Junho đã từ chức khỏi công việc hiện tại và quyết định bắt đầu lại cuộc sống mới với tư cách giáo viên. Junho lại chọn trung tâm học thêm mà Hyejin đang làm, điều mà cô hoàn toàn không ngờ tới. Junho là một người tốt nghiệp một trường đại học danh giá và đã gia nhập vào một công ty mà nhiều người ao ước. Làm sao anh lại chọn trở thành giáo viên tại trung tâm học thêm, một công việc mà không có thời gian dành cho việc tham dự đám cưới hay tang lễ của bạn bè, thậm chí cả việc hẹn hò cũng không có thời gian. Hyejin nghi ngờ Junho bị điều gì tác động. Junho liền đồng ý và nói rằng đó là ảnh hưởng vô cùng to lớn và hoành tráng. Anh cũng kiên định với quyết định của mình, chỉ có ở trung tâm học thêm anh mới có thể phát huy hết khả năng của mình. Anh cũng có cách để thuyết phục bố mẹ. Trước một người quyết đoán như vậy của Junho, Hyejin cũng không thể phản đối nữa. Junho sau khi thi viết tự cảm thấy mình làm rất tốt, thậm chí đã bắt đầu mường tượng mình sẽ cảm thấy thế nào khi trở thành một giáo viên. Anh muốn Hyejin thử gọi mình là thầy giáo, cảm giác được gọi là thầy sẽ khiến anh rất vui lòng. Nhiều năm trước, Junho vẫn là học sinh của Hyejin. Lần gặp nhau đầu tiên, Junho, người không biết xấu hổ,
định gọi Hyejin là chị. Hyejin không vui lập tức sửa lại cách gọi của anh. Bây giờ, hai người đều sắp là đồng nghiệp của nhau nên anh muốn cô gọi mình là thầy. Junho có kết quả khá tốt trong phần thi viết và anh cần phải vượt qua một phần kiểm tra bài giảng. Hyejin đã suy nghĩ rất lâu và luôn cảm thấy rằng đây không phải là lựa chọn tốt nhất cho Junho. Do đó, cô đã lấy thông tin cá nhân của Junho từ phòng nhân sự và muốn đồng nghiệp của mình, đội trưởng Jun, giúp loại bỏ Junho. Đội trưởng Jun nhận ra sự kỳ lạ của Hyejin bởi vì cô là con người luôn đề cao sự công bằng. Hyejin lấy lý do rằng mình không thể để học sinh của mình từ bỏ công việc nhiều người mơ ước, cô cần thời gian để khuyên Junho. Đội trưởng Jun liền đồng ý, dù sao việc Junho vượt qua bài kiểm tra viết không có nghĩa là đã thành công. Phần bài giảng thử sẽ là thách thức mà đến người có kinh nghiệm cũng không chắc chắn có thể vượt qua ngay lần đầu, huống chi là Junho, người không có kinh nghiệm. Hiện tại, Junho biết rằng anh đã vượt qua bài thi viết và ngay lập tức chia sẻ tin vui này với Hyejin. Junho còn lén quay lại trường học và sử dụng phòng học để luyện tập thử giảng. Sau khi chính thức rời công ty cũ, Junho đến tiệm cắt tóc để thay đổi kiểu tóc. Với diện mạo mới hoàn toàn, anh chuẩn bị cho mục tiêu trở thành một giáo viên. Đến ngày thử giảng, Hyejin từ sáng sớm đã có tâm trạng không ổn định, tìm kiếm Junho khắp nơi. Khi bị Junho phát hiện, cô chỉ biết cúi đầu và rời đi nhanh chóng. Trong quá trình thử giảng của những người khác, Hyejin ngồi trên ghế của giáo viên phản biện với một khuôn mặt buồn rầu và lo lắng. Cuối cùng, tới lượt Junho, cô ấy cúi xuống không nhìn lên phía bục giảng. Junho tỏ ra thông minh, xem Hyejin như một học sinh không tập trung nghe giảng, mạnh mẽ đập mạnh vào bàn của cô. Anh ấy nhanh chóng hòa nhập vào vai trò giáo viên và bắt đầu giáo huấn Hyejin. Hyejin chỉ có thể nhấc đầu lên và thúc giục anh ấy nhanh chóng bắt đầu phần bài giảng của mình. Tiếp theo, Junho coi tất cả các giám khảo như học sinh, dùng kinh nghiệm thất bại của mình trong quá khứ để cổ vũ họ. Là một học sinh xếp thứ hai từ dưới lên trong kỳ thi mô phỏng lần đầu tiên ở trung học, anh hiểu rõ tâm trạng sợ hãi của một học sinh kém. Trong mắt Junho, học sinh kém chỉ là chưa tìm ra cách học phù hợp với bản thân. Một khi họ tìm ra phương pháp phù hợp, họ sẽ nhanh chóng cải thiện điểm số. Quan trọng nhất là có một người thầy như anh ở bên cạnh, dẫn dắt từng bước. Dưới sân khấu, Hyejin hiện lên một nụ cười nhỏ. Sau đó Junho trình bày phương pháp đọc hiểu. Trong quá trình đó, anh nhắc đến người thầy Hyejin, người đã cùng anh đọc và nắm bắt kỹ năng học tập trong quá khứ. Junho sử dụng điều này như một ví dụ và tin rằng chỉ cần sử dụng phương pháp đúng, kích thích sự tò mò của học sinh sẽ khiến học sinh quan tâm đến việc đọc sách. Hyejin nhìn Junho biểu diễn xuất sắc, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Sau khi kết thúc bài thuyết trình, các giám khảo ngồi lại bàn luận kết quả. Mọi người đều rất hài lòng với màn trình diễn của Junho, cộng thêm việc anh đã từng trải qua quá trình từ học sinh kém trở thành học sinh xuất sắc nên mọi người rất có cảm tình. Chỉ có Hyejin là đưa ra phiếu chống lại, cô chỉ ra rằng Junho không đủ năng lực và không thể làm việc trong một công ty quá 3 năm. Điều đó cho thấy anh có khả năng chuyển việc bất cứ lúc nào. Việc tuyển dụng anh ấy chỉ là lãng phí tài nguyên. Giám đốc trung tâm không muốn lỡ mất tài năng và hy vọng mọi người sẽ xem xét lại và thảo luận lại vấn đề. Đêm đó, Junho báo cáo cho bố mẹ rằng anh ấy đã từ chức và chuyển sang làm giáo viên. Anh cũng cam kết rằng anh ấy sẽ có được cả danh vọng và tiền tài trong vòng 3 năm. Hành động tự ý của Junho khiến bố mẹ rất bực mình. Mẹ anh tức giận đến mức chóng mặt, còn bố anh thì muốn anh tiếp tục với công việc cũ. Junho không thể thuyết phục được bố mẹ, anh cũng không biết phải làm sao cho đúng. Ngày hôm sau, Hyejin mời Junho ra ngoài và trực tiếp nói với anh rằng anh đã không vượt qua cuộc kiểm tra. Cô khuyên anh nên mở rộng tầm nhìn và tìm kiếm cơ hội mới rộng lớn hơn. Để xóa bỏ ý định của Junho trở thành giáo viên, Hyejin không ngần ngại nói dối rằng mình đã lừa anh khi nói rằng công việc của mình rất tuyệt vời. Những giáo viên như cô không là gì ở đất nước này. Ngay cả chuyện cô nói rằng mình tự hào về việc anh ta đỗ đại học cũng là nói dối, vì điều này sẽ mang lại cho cô một khoản tiền thưởng lớn. Đối với Hyejin, công việc giáo viên chỉ mang lại mức lương cao hơn một chút và không có ý nghĩa đặc biệt nào khác. Junho nghe đến đây thì hiểu rằng Hyejin đang muốn làm rung chuyển quyết tâm của anh. Vì vậy, anh đã vạch trần ý định của Hyejin. Bị vạch trần, Hyejin vội vã rời đi với lý do cần phải tham gia cuộc họp. Ngay khi Hyejin quay trở lại trung tâm, cô đã được lãnh đạo triệu tập vào văn phòng. Sau sự cố câu hỏi thi lần trước, giáo viên ngữ văn của trường đã sẵn sàng sửa sai. Anh ta nhận ra rằng học sinh ngày nay không thích tham gia các buổi học thêm được tổ chức bởi trường mà thay vào đó họ đi học ở các trung tâm dạy thêm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, giáo viên ngữ văn tuyên bố với các học sinh lớp mình rằng các kỳ thi sau sẽ chỉ ra đề từ chương trình sách giáo khoa và không có các câu hỏi bên ngoài chương trình. Giáo viên ngữ văn cũng sẽ tổ chức buổi học thêm cho học sinh sau giờ học. Khi tin tức này lan truyền, học sinh đang phải đứng trước sự lựa chọn giữa tham gia các buổi học thêm của trường hay đi học ở các trung tâm dạy thêm. Các giám đốc trung tâm gọi điện phàn nàn về Hyejin. Hyejin giữ bình tĩnh như thường lệ. Những học sinh thường xuyên học tại các trung tâm dạy thêm hiếm khi thay đổi ý kiến dễ dàng. Hiện tại, điều cô cần làm là tập trung nhiều hơn vào những học sinh ở mức điểm trung bình và thấp hơn, giúp họ cải thiện kết quả học tập một cách thực tế. Khi phụ huynh và học sinh thấy được kết quả tích cực, họ sẽ tự nhiên tin tưởng hơn vào các trung tâm dạy thêm. Để giữ chân học sinh, Hyejin thậm chí còn liên tục làm thêm giờ. Khi cô tan làm giám đốc trung tâm cầm một chai bia tới và trò chuyện với cô. Kể về lúc ông bắt đầu mở trung tâm dạy thêm, ông ấy đã gặp nhiều khó khăn về tài chính. Để trả nợ cho kinh phí của bộ phim thất bại của mình, giám đốc trung tâm đã bắt đầu làm giáo viên tại trung tâm dạy thêm. Sau đó, với sự giúp đỡ của Hyejin, ông thành lập trung tâm này. Đối với ông, điều quan trọng nhất là kết quả thi đại học của học sinh, chỉ có cách này mới có thể đảm bảo doanh thu liên tục. Tuy nhiên, Hyejin lại rất đồng tình với quan điểm đó, vì việc làm giáo viên là một công việc mang lại ý nghĩa lớn. Giám đốc trung tâm tận dụng cơ hội hỏi Hyejin, vậy tại sao cô lại cư xử như một giáo viên trước mặt Junho? Câu hỏi này khiến Hyejin im lặng,
không trả lời được gì. Sau một đêm suy nghĩ, Hyejin quyết định không cản trở sự tham gia của Junho và xin lỗi anh về những hành động đã vượt quá giới hạn trước đó. Cô hy vọng rằng sau khi Junho tham gia trung tâm, anh sẽ phát triển nhanh chóng. Thông thường, trung tâm dạy thêm đều vì mục đích lợi nhuận, và khi lượng học sinh không thay đổi nhiều thì tất cả các giáo viên đều trở thành đối thủ cạnh tranh của Junho, bởi vì ai cũng muốn thu hút học sinh vào lớp của mình để tăng thêm thu nhập và danh tiếng. Theo quan điểm của Hyejin, với 14 năm kinh nghiệm giảng dạy, các giáo viên ứng tuyển lần này cùng Junho đều có khả năng xuất sắc. Thậm chí Hyejin, một người dày dạn kinh nghiệm, cũng cảm thấy áp lực. Với Junho, một giáo viên mới không có kinh nghiệm, anh chỉ có thể hy vọng vào may mắn. Ngày hôm sau, Junho và các giáo viên khác đã bắt đầu công việc một cách suôn sẻ. Giám đốc trung tâm đánh giá cao tiềm năng của Junho và định sử dụng câu chuyện của anh về việc từ người không nổi danh thành người nổi danh để quảng cáo cho trung tâm. Junho suy nghĩ kỹ lưỡng một chút và đề xuất rằng cả anh và Hyejin sẽ đóng vai trò chính trong quảng cáo với tựa đề giáo viên và học sinh may mắn. Anh cảm thấy rằng điều này sẽ tạo nên một câu chuyện cảm động hơn. Thực ra, Hyejin chính là người đầu tiên nghĩ đến việc để Junho quảng bá cho trung tâm dạy thêm. Là cựu học sinh của trung tâm và từng là học sinh kém vươn lên, Junho là một tấm gương sống động, có thể thu hút nhiều sự chú ý cho trung tâm. Sau khi suy nghĩ lại, Junho đề nghị Hyejin cũng tham gia vào việc quảng bá này. Với danh tiếng của Hyejin, chắc chắn có thể mở rộng nguồn học sinh, đạt được hiệu quả tốt hơn. Giám đốc trung tâm thấy đề nghị này rất hay, đồng ý để Junho thuyết phục Hyejin trước. Junho vừa nhắc đến chuyện này thì bị Hyejin từ chối ngay lập tức. Theo cô, loại quảng cáo này không mang lại lợi ích gì, không đáng để cô lãng phí thời gian. Hơn nữa, giữa cô và Junho là mối quan hệ cạnh tranh, việc xuất hiện cùng nhau trong quảng cáo không phải là ý hay. Junho không bỏ cuộc, anh nói với Hyejin chỉ cần anh tìm ra cách để cả hai cùng có lợi thì cô phải làm cùng với anh. Hyejin đồng ý với điều đó và chỉ cho anh một ngày để thuyết phục cô. Junho suy nghĩ suốt nửa ngày trời, cuối cùng anh phát hiện ra một điều mới trên bức tường danh dự của học sinh. Qua việc nghiên cứu những học sinh mà Hyejin đã dạy, Junho biết được học sinh của cô chủ yếu đến từ 2 đến 3 trường học. Trong khi đó, một trường tư thục nam sinh mà Hyejin đã rất cố gắng nhưng không thể giành được học sinh bởi vì có một vị tướng canh giữ thành trì đó. Đó chính là nhân vật huyền thoại duy trì lượng học sinh nhiều nhất trong 20 năm qua, giám đốc Choi, với biệt danh ma nữ tóc trắng. Giám đốc Choi trước đây từng dạy ở trường nam sinh đó. Sau đó, cô đã đột nhiên chuyển sang làm giáo viên giảng dạy tại trung tâm. Trong trường nam sinh, có đến 400 học sinh theo học lớp của cô. Hiện nay, giám đốc Choi đã 60 tuổi nhưng cô chưa từng nghỉ dạy cũng chưa từng đến muộn. Cô luôn được phụ huynh và học sinh hết sức tin tưởng. Ngay cả Hyejin và nhiều giảng viên dạy kèm xuất sắc khác cũng không thể lay chuyển được vị trí của cô. Junho tràn đầy tự tin, chỉ cần Hyejin đồng ý hợp tác với anh, lấy chiêu quảng cáo thầy trò xuất trận chắc chắn sẽ thu hút được học sinh từ trường nam sinh. Khái niệm người thầy trong cuộc đời luôn là thứ gì đó truyền tải cảm giác rất sôi sục. Thấy mình có thể hưởng lợi từ đó, Hyejin đã chấp nhận lời đề nghị của Junho. Hiện kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, cả hai cần phải tìm cách thu hút thêm học sinh. Bằng cách dạy chung, họ có thể thể hiện khả năng giảng dạy xuất sắc cho các học sinh, từ đó nổi bật trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Sau khi bàn bạc xong công việc, Hyejin lái xe đưa Junho về nhà. Junho nói rằng anh dự định sẽ chuyển ra ở riêng. Giá nhà ở khu vực gần đó khá cao, nên anh quyết định thuê nhà ở khu Hyejin đang sống. Như vậy, mỗi ngày anh có thể đi làm cùng xe với Hyejin. Khi hai người chia tay, Junho đặc biệt nhắc Hyejin rằng về nhà nhớ nhắn tin báo bình an cho mình. Hyejin có chút ngại ngùng, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Junho, về nhà liền nhắn tin chúc ngủ ngon. Junho nhân cơ hội đó tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện. Càng nói chuyện, hai người càng vui vẻ, nó khiến Hyejin ôm điện thoại cười trên ghế sofa suốt cả buổi tối. Chưa kịp để Hyejin và Junho ra tay giành học sinh từ tay giám đốc Choi đã bắt đầu nhắm đến học sinh của Hyejin. Trong vài năm gần đây, phần lớn học sinh của trường trung học Chan Dung vẫn kiên định theo học ở trung tâm cùng Hyejin. Giám đốc Choi đã nhắm đến miếng mồi béo bở này, dự định tổ chức các buổi giảng dạy cho học sinh của trường trung học Chan Dung, chính thức tuyên chiến với Hyejin. Trong tình huống nguy cấp này, giám đốc trung tâm quyết định tạm gác lại kế hoạch quảng cáo để Hyejin tập trung giữ vững học sinh của mình, cố gắng duy trì hiện trạng. Tuy nhiên, Hyejin lại đề nghị chủ động tấn công. Cùng lúc vừa tung ra quảng cáo và chiêu sinh học sinh của giám đốc Choi, có thể điều đó sẽ đạt được kết quả không ngờ đến. Hyejin giả vờ mất phương hướng để sau đó giám đốc trung tâm thông báo cho giám đốc Choi biết. Qua đó lấy thông tin về lịch giảng dạy tại trường trung học Chan Dung mà giám đốc Choi đã xác định để kiểm tra xem thứ mà giám đốc Choi muốn là học sinh Chan Dung hay học sinh của mình. Sau khi gọi điện xong, giám đốc trung tâm thông báo với Hyejin lịch của giám đốc Choi là cùng ngày cùng giờ với mình. Ngoại trừ kinh nghiệm phong phú của giám đốc Choi ra, Hyejin không thể phân biệt được điểm nào vượt trội hơn mình từ năng lực giảng dạy, độ nổi tiếng đến chất lượng tài liệu và chất lượng học sinh. Nhưng có một biến số có thể tự do thay đổi, đó chính là ngày dạy trong tuần. Hiện tại cả giám đốc Choi và Hyejin đều đang lên lịch dạy cho trường Chan Dung vào thứ ba và thứ bảy. Nếu Hyejin thấy lo lắng và dốc toàn lực để giữ các lớp học của mình thì sẽ chuyển lớp xuống thứ tư và chủ nhật. Đây là khoảng thời gian an toàn nhất bởi vì giám đốc Choi đang dạy cho học sinh trường tư thục nam sinh kia. Qua cuộc trò chuyện vừa qua, giám đốc Choi hiểu lầm rằng Hyejin sợ đối đầu với mình. Để ổn định nguồn học sinh, giám đốc Choi quyết định thay đổi thời gian dạy thành thứ tư và chủ nhật để đối đầu trực diện với Hyejin. Nhưng không ngờ rằng đó lại là cạm bẫy của Hyejin. Giám đốc Choi đã rơi vào bẫy và thay đổi lịch dạy trường Chan Dung sang thứ tư và chủ nhật. Còn Hyejin bên này sẽ không cần phải thay đổi bất cứ điều gì, cô cũng có thể nhân cơ hội giật lấy học sinh tư thục nam từ tay ma nữ tóc trắng. Điều quan trọng là phía của Hyejin có một người mới, Junho, người có thể dạy miễn phí cho học sinh trường nam sinh. Điều này là quy định trong ngành, chỉ có giáo viên mới được phép thực hiện.
Để tránh việc các giáo viên mới khác tiết lộ thông tin và bàn tán sau lưng, Hee-jin đã tận dụng thời gian sau giờ làm để chia sẻ nội dung và kinh nghiệm giảng dạy cho Jun-ho. Đúng lúc này, cô nam một giáo viên mới đột ngột quay lại trung tâm ôn luyện để tìm tài liệu. Jun-ho và Hee-jin nhanh chóng tắt đèn trong phòng học và trốn sau cánh cửa. Cô nam không hề có ý định rời đi mà ngồi xuống và xem qua tài liệu. Khi đối phương không để ý, Jun-ho lẻn về văn phòng và lấy đồ cá nhân của mình và của Hee-jin. Rồi họ cùng nhau lặng lẽ rời khỏi tòa nhà qua cầu thang. Jun-ho nhìn thấy Hee-jin vô cùng hoảng sợ, tay cô cũng lạnh toát thì không kìm được mà châm chọc cô ấy. Không biết với cái gan bé tí như thế này sao cô có thể đạt được mục tiêu lớn đây. Hee-jin vẫn còn đang hoảng sợ nên Jun-ho đã tình nguyện trở thành lái xe cho cô ấy. Hai người từ từ bình ổn lại tâm trạng và chuẩn bị cho buổi chụp hình quảng cáo vào ngày mai. Hôm sau, khắp nơi đều là quảng cáo với hình ảnh của Jun-ho và Hee-jin với tiêu đề thầy trò xuất trận. Các giáo viên trong trung tâm ôn luyện phát hiện ra họ bị giấu kín chuyện này và có một chút than phiền với Hee-jin. Cô ấy lặp đi lặp lại lời xin lỗi với mọi người và hứa sẽ giúp đỡ mọi người trong việc quảng cáo, cũng như mở rộng danh sách học sinh của trường nam sinh để các học sinh mà cô trực tiếp phụ trách có thể chia sẻ với mọi người. Các giáo viên thấy có lợi ích, cuối cùng cũng dịu đi sự oán giận. Giám đốc Choi cũng nhanh chóng đọc được quảng cáo thầy trò xuất trận của Hee-jin và Jun-ho. Bà nhận ra rằng lần này Hee-jin đã ra trận với một tinh thần quyết tâm và không dễ dàng đối phó. Do đó, bà gọi điện cho Hee-jin, bề ngoài là hy vọng hai bên có thể thực hiện một cuộc cạnh tranh lành mạnh, nhưng thực sự là bà đã gửi một lời thách đấu. Hee-jin phản ứng bình tĩnh và sẵn sàng để đấu với giám đốc Choi. Trong một ngành công nghiệp ôn thi đầy cạnh tranh, Hee-jin sử dụng mối quan hệ giữa cô và Jun-ho như một phương tiện để thu hút sự chú ý, đồng thời sử dụng Jun-ho như một người mới, có thể mở các khóa học miễn phí cho học sinh trường nam sinh để quảng cáo và nổi bật trong cuộc cạnh tranh. Quảng cáo với hình ảnh hai người đã làm dấy lên sự chú ý lớn. Việc cung cấp các khóa học miễn phí ngay lập tức trở thành điều hot nhất, thậm chí cả giám đốc Choi, người có vị thế cao cũng phải nhìn họ bằng ánh mắt khác. Trợ lý của giám đốc Choi tò mò về nội dung của các khóa học miễn phí và sắp xếp cho học sinh giỏi nhất của lớp học thêm Sihu đi tham gia. Anh ta nhắc nhở Sihu phải chú ý ghi chép cẩn thận. Với Hee-jin, bây giờ cô không chỉ phải đối mặt với kẻ thù bên ngoài là giám đốc Choi mà bên trong trung tâm ôn luyện cũng có người khiến cô không yên, đó là cô nam giáo viên mới. Cô nam tình cờ biết được rằng giáo viên ngữ văn từng có mâu thuẫn với Hee-jin về nội dung đề thi, đã chuyển từ trường Gusa đến giảng dạy tại trường Chan-dung vài tháng trước. Trước đây, cô nam từng dạy học sinh giỏi nhất trường Gusa 3 năm. Khi biết giáo viên ngữ văn hiện đang giảng dạy tại trường Chan-dung, cô nam nảy ra ý tưởng mở khóa học cho học sinh trường này bởi vì với một giáo viên mới như cô đây là tia hy vọng quý giá. Chan-dung luôn là ngôi trường chủ lực của Hee-jin. Trong trung tâm chỉ có cô ấy phụ trách giảng dạy cho hàng trăm học sinh của trường trung học Chan-dung. Thấy Hee-jin hiện đang bận rộn phát triển học sinh của trường trung học nam sinh, cô nam liền hẹn gặp Hee-jin để thách đấu. Cô nam quyết định sẽ mở lớp đặc biệt ôn tập thi cuối kỳ cho học sinh trường Chan-dung. Hee-jin không ngờ rằng đồng nghiệp của mình lại cạnh tranh khốc liệt đến mức này, điều này khiến cô tức giận đến nỗi không nói nên lời. Sau khi chia tay với cô nam, Hee-jin liền hẹn Jun-ho trở lại trung tâm ôn luyện. Hee-jin tiếp tục ở lại giúp anh chuẩn bị bài giảng. Jun-ho nhanh chóng nhận ra Hee-jin có tâm sự liền hỏi cô. Khi biết cô nam định tranh giành học sinh với Hee-jin, anh định gặp cô nam để nói chuyện. Hee-jin kiên quyết phản đối, chỉ muốn dùng thực tế để chứng minh. Họ phải cho mọi người thấy rằng Jun-ho làm cùng với cô không phải là được ưu ái. Hee-jin nôn nóng muốn giúp Jun-ho tạo dựng danh tiếng qua các khóa học miễn phí, vì vậy cô luôn yêu cầu anh phải thể hiện sự điềm tĩnh. Nội dung giảng dạy phải thiên về giúp học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi. Jun-ho băn khoăn không hiểu. Trước đây khi Hee-jin dạy anh, không khí học rất thoải mái, khiến anh rất thích thú với quá trình giải đề và yêu thích việc đọc sách. Điều này khiến anh nghĩ rằng giáo viên ôn thi nên lấy việc làm cho học sinh yêu thích học tập làm nhiệm vụ của mình. Hee-jin có ý kiến trái ngược với Jun-ho. Hiện nay, cả hai đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài, nên buộc phải tập trung vào việc nâng cao thành tích của học sinh để có cơ hội chiến thắng. Jun-ho hiểu ra vấn đề và lặng lẽ chấp nhận lời khuyên của Hee-jin. Tối hôm đó, hai người bất đồng quan điểm, khi chia tay có chút không vui. Hee-jin về nhà, khi điện thoại reo lên, cô nghĩ là Jun-ho gọi, liền nhảy lên bắt máy, nhưng hóa ra là bạn thân của cô gọi đến. Hee-jin chờ cả buổi tối nhưng không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Jun-ho. Jun-ho đã thức suốt đêm để chuẩn bị cho bài giảng. Anh cầm điện thoại lên, định gọi cho Hee-jin, nhưng sau nhiều lần do dự, anh lại đặt xuống. Hee-jin rất tin tưởng vào Jun-ho, vô cùng mong chờ vào màn thể hiện của anh. Trong khi đó, giám đốc trung tâm nghe nói rằng cô nam đang xin phó giám đốc cho phép mở lớp học cho trường Chan-dung, tranh giành học sinh với Hee-jin. Hai giáo viên phụ trách cùng một trường là điều chưa từng xảy ra ở trung tâm ôn luyện. Giám đốc trung tâm định giúp Hee-jin từ chối đơn xin của cô nam, nhưng Hee-jin đã khéo léo từ chối sự giúp đỡ của hiệu trưởng. Dù đối thủ là ai, từ bên ngoài hay bên trong, cô chưa bao giờ sợ hãi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày diễn ra khóa học miễn phí đã đến. Jun-ho, dưới sự giúp đỡ của Hee-jin, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi giảng dạy. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Hee-jin chủ động mời cô nam đến lớp để nghe giảng. Cô hy vọng cô nam sẽ xem xét việc cùng mình mở khóa học chung cho trường Chan-dung. Cô nam tỏ ra lạnh nhạt và không chấp nhận thiện chí của Hee-jin. Hee-jin không ép buộc đối phương nữa. Trước khi buổi học miễn phí bắt đầu, Hee-jin lo lắng Jun-ho sẽ căng thẳng nên nhắc anh khi cần cứ nhìn cô để lấy bình tĩnh, cô sẽ giúp anh bình tĩnh hơn. Jun-ho tự tin bắt tay với Hee-jin, cả hai đầy quyết tâm bước vào lớp học. Thời gian bắt đầu buổi học đã gần đến nhưng lớp vẫn trống rỗng. Hee-jin lo lắng đến mức bắt đầu chảy máu cam, trong khi Jun-ho đi lại quanh khu vực thang máy. Mọi người chờ đợi một thời gian dài, cuối cùng chỉ có một học sinh đến là Sihu và cậu ta đến chỉ vì nhiệm vụ được giao. Hee-jin cảm thấy không thể tiếp tục, muốn để Sihu về trước.
Tuy nhiên, Jun-ho kiên quyết dạy hết buổi học, dù chỉ có một học sinh. Trợ giảng điều tra nguyên nhân và phát hiện rằng giám đốc Choi đã bất ngờ mở một buổi học ôn cho học sinh trường nam sinh và tuyên bố rằng chỉ những ai tham dự mới nhận được giáo trình và tài liệu mới nhất, tỷ lệ có mặt lên đến 99%. Đối mặt với sự thách thức thẳng thừng của giám đốc Choi, Jun-ho vẫn giữ bình tĩnh và động viên Hee-jin phải kiên nhẫn. Hee-jin nhớ lại những ngày Jun-ho là học trò của mình, cô tự hào về việc được có một người học trò như anh. Vì vậy, cô tự nguyện thay thế Jun-ho lên giảng bài bởi vì dạy một kèm một là sở trường của cô. Nếu chỉ có một học sinh, không ai có thể dạy tốt hơn cô. Hee-jin sắp xếp tinh thần và bắt đầu dạy Si-woo. Chỉ mới nói vài câu, Hee-jin đã thay đổi nội dung bài giảng, áp dụng phong cách giảng dạy mà cô từng dùng để hướng dẫn Jun-ho, tạo ra một không khí học tập thoải mái và vui vẻ. Cô từng bước giới thiệu về cuộc đời của tác giả, khiến Si-woo đắm chìm trong thế giới văn học. Jun-ho đứng sau, nhìn Hee-jin trên bục giảng, nhớ lại ký ức về cách cô đã từng dạy mình. Ánh mắt của anh tràn ngập sự ngưỡng mộ và tôn kính. Trong thời gian họ vẫn là giáo viên và học sinh, Jun-ho đã có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên với Hee-jin, người con gái có vẻ đẹp thanh nhã và dịu dàng. Anh thường xuyên nhìn lén Hee-jin, từng chút một gần gũi với cô. Mỗi cử chỉ của cô đều khiến anh say đắm. Ngày công bố kết quả thi, Hee-jin cảm thấy căng thẳng hơn cả Jun-ho. Khi nhìn thấy Jun-ho đạt điểm cao, Hee-jin vui mừng nhảy lên ôm anh. Bây giờ, khi họ có thể tham gia vào giảng dạy cùng nhau, mối quan hệ giữa họ đã tiến xa hơn. Jun-ho cảm thấy may mắn gấp bội. Sau khi Hee-jin kết thúc phần văn học, đến lượt Jun-ho giảng dạy. Cô nam nhìn qua cửa kính, thấy họ cố gắng đến phút cuối cùng, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Sau giờ học, cô tự nguyện mua thức ăn nhẹ cho cả hai. Khi Si-woo về nhà, anh chia sẻ trải nghiệm học của mình với bạn bè qua nhóm chat. Si-woo rất thích phong cách giảng dạy của Hee-jin và Jun-ho và nảy sinh ý định chuyển sang trung tâm ôn luyện của họ. Thậm chí cả học sinh hàng đầu như Si-woo cũng như vậy, khiến nhóm chat bất ngờ. Sau khi kết thúc buổi học miễn phí, Hee-jin và Jun-ho ngập tràn cảm xúc nên cùng nhau đi dạo để giải tỏa nó. Jun-ho tò mò tại sao lúc đó Hee-jin không giảng theo giống như trong giáo án mà hai người đã soạn với nhau. Hee-jin nói rằng khi đó đầu cô trống rỗng và chỉ nghĩ đến vấn đề có thứ gì khác ngoài lấy được điểm tuyệt đối không. Vì vậy những thứ mà cô đã chuẩn bị cùng Jun-ho đã bay sạch khỏi đầu. Và chỉ đơn giản là muốn Si-woo cũng sẽ giống như Jun-ho ngày xưa, có thể học cách thưởng thức văn học dưới sự hướng dẫn của cô, thích thú với việc đọc sách. Nhưng sự thật không thể chối cãi là chỉ có một người tham dự buổi học miễn phí này. Hee-jin đã chuẩn bị tâm lý để một mình đối mặt với sự chất vấn của giám đốc, nên cô bảo Jun-ho ngày mai đừng đến làm. Tuy nhiên, Jun-ho từ chối yêu cầu này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẵn sàng cùng Hee-jin hứng chịu mọi việc. Jun-ho không quên động viên Hee-jin hãy tiếp tục giữ chặt trường Chan-dung, còn trường nam sinh hãy cứ để anh lo. Trái với dự đoán của cả hai, giám đốc không hề trách mắng Hee-jin vì buổi học này. Thay vào đó, ông ta đưa ra hàng loạt lý do hợp lý để biện minh cho chuyện này. Giám đốc yêu cầu Hee-jin giảm bớt công việc chuyên môn và dồn lực chuẩn bị cho việc thành lập chi nhánh mới của trung tâm. Trước viễn cảnh đầy hứa hẹn mà giám đốc vẽ ra, Jun-ho còn đang ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng Hee-jin lập tức nhận ra rằng dự án mới mà giám đốc nói chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự của giám đốc là phân chia lớp học của cô cho Jun-ho và những người khác, sau đó đuổi cô ra khỏi trung tâm với hai bàn tay trắng. Đây rất có thể là kế hoạch mà giám đốc đã tính toán từ lâu. Dù sao một giáo viên vàng như Hee-jin cũng là con dao hai lưỡi đối với trung tâm. Cô mang lại lợi nhuận cao cho trung tâm nhưng nếu Hee-jin nghỉ và mang theo học sinh của mình rời đi thì trung tâm sẽ điều đứng. Nên họ đã tính toán để phân tán từ từ học sinh của Hee-jin. Lúc này Jun-ho mới hiểu ra ý của giám đốc, bề ngoài thì là thăng chức cho Hee-jin nhưng thực chất lại là giáng chức. Đúng như Hee-jin dự đoán, phó giám đốc nhanh chóng nói chuyện với cô nam và Jun-ho. Cô ấy dự tính chia đều hơn 80 học sinh của trường trung học Chan-dung mà Hee-jin phụ trách cho hai người. Cô nam là một cô gái đầy tham vọng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc cạnh tranh không lành mạnh với Hee-jin. Cô nam không muốn tranh giành học sinh của Hee-jin. Cô biết Hee-jin quá xuất sắc nên đang bị giám đốc nhắm vào, vì vậy cô nam hy vọng Hee-jin sẽ lên tiếng phản đối. Nhưng Hee-jin lại chọn cách nhẫn nhịn và làm theo yêu cầu của giám đốc. Jun-ho cũng đang suy nghĩ cách giải quyết. Anh nhận thấy Si-woo rất hài lòng với buổi học miễn phí và định liên hệ với cậu ấy, nhưng cũng bị Hee-jin gạt đi. Lúc này, những ghi chú của Si-woo trong buổi học miễn phí đã được giao đến tay giám đốc Choi. Sau khi xem xét nội dung ghi chép của cậu giám đốc Choi chú ý đến phần ghi chú mà Si-woo viết, bà lập tức sai trợ lý đi gọi Si-woo đến văn phòng của mình và hỏi Si-woo về cảm nhận sau buổi học thử đó. Si-woo thẳng thắn nói rằng mình vốn không thích và cũng không giỏi môn ngữ văn, nhưng có điểm số tốt là nhờ vào việc học thuộc lòng. Cậu thật sự thấy lo lắng vì có những người yêu thích môn này và học khá giỏi. Si-woo cảm thấy khó lòng mà vượt qua được những bạn đó. Hơn nữa ngay đầu sách ngữ văn có viết rằng mục đích của học ngữ văn là để sống như một con người. Nhưng Si-woo không thể hiểu thế nào là nhân văn hơn. Nói chung với Si-woo ngữ văn giống như một môn học mơ hồ. Tuy nhiên sau buổi học miễn phí hôm qua, cậu đã hiểu tại sao cậu lại ghét môn học này. Nó giống như việc cậu phải ăn trưa với người lạ và phải nhanh chóng đoán được suy nghĩ và quan điểm của họ. Điều đó khiến Si-woo cảm thấy vô cùng khó khăn. Vì vậy khi gặp một bài văn mới cậu thường thấy bối rối và phải dựa vào cảm tính. Nhưng bài giảng hôm qua của Hee-jin và Su-ho đã khiến Si-woo tiếp cận một cách từ từ khiến cậu cảm thấy dễ hiểu hơn và khiến cậu nghĩ đến việc sẽ thử viết một bài phê bình văn học. So với phương pháp nghiêm ngặt và quyền uy của giám đốc Choi, cậu ấy thích sự thân thiện của Hee-jin và Jun-ho hơn. Khi biết Si-woo quyết tâm đổi trung tâm học thêm, giám đốc Choi nhận ra Hee-jin đã trở thành mối đe dọa của mình. Vì vậy, bà gọi điện cho Hee-jin, mong cả hai có thể gặp nhau sớm. Hee-jin không muốn ai thấy mình bước vào trung tâm của đối thủ, nên ngồi ở quán cà phê đợi đến khuya khi đường phố vắng người mới đến trung tâm của giám đốc Choi. Giám đốc Choi đưa Hee-jin vào một căn phòng trống.
Bà nói với Hyejin về ước mơ và mong muốn của mình hồi trẻ cũng như lý do bà mở trung tâm luyện thi. Đây là căn phòng phó giám đốc mà bà đã chuẩn bị cho trung tâm học thêm. Bấy lâu nay, giám đốc Choi gần như đã làm hết được những điều mình muốn, chỉ có một việc đó là chưa tìm được chủ nhân cho căn phòng này. Các giáo viên bình thường hoàn toàn không lọt vào mắt bà bởi vì bà muốn tìm một giáo viên có khả năng lên kế hoạch và có sự táo bạo. Giờ đây, bà nhìn thấy ở Hyejin những khả năng giảng dạy mà người khác không có. Bà nói với cô, chúng ta có nhiều điểm rất giống nhau, nên tôi rất quý cô. Khi biết Hyejin chưa ký hợp đồng giảng dạy cho năm tới với trung tâm hiện tại, giám đốc Choi quyết định lôi kéo cô về làm việc cho mình. Chỉ cần Hyejin đồng ý và dẫn dắt học sinh trường Chan Dung gia nhập, giám đốc Choi hứa rằng mọi việc như tư vấn phụ huynh, quản lý học sinh và quản lý tài liệu giảng dạy sẽ do người khác lo, liệu Hyejin không cần phải bận tâm. Cô chỉ cần chuẩn bị bài giảng hay và giúp bà mở rộng trung tâm này. Còn mức đãi ngộ thì Hyejin có thể tự quyết định. Thậm chí, nếu Hyejin chấm dứt hợp đồng với trung tâm hiện tại và phải chịu phạt vi phạm, giám đốc Choi cũng sẽ lo liệu khoản đó. Trước những điều kiện hấp dẫn như vậy, Hyejin không khỏi bật cười. Cô lập tức hiểu ra rằng giám đốc Choi bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm như vậy là vì Sihu và các bạn cùng lớp dự định chuyển sang trung tâm của mình. Hyejin suy nghĩ một lúc và quyết định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới trả lời giám đốc Choi. Khi rời khỏi trung tâm của giám đốc Choi, cô quay lại trung tâm và nói chuyện với Junho. Junho tò mò không biết Hyejin đã đi gặp ai mà lại có sắc mặt tốt như vậy. Hyejin nói với Junho rằng Sihu sẽ chuyển đến trung tâm này cùng với bạn bè của cậu ấy. Junho nghe thấy điều này thì vô cùng vui mừng và cũng chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Sau đó Hyejin kể cho Junho nghe về lời đề nghị của giám đốc Choi với mình. Khi Junho nghe chuyện này, anh chỉ muốn biết liệu Hyejin có cảm giác nhảy cẫng lên vui sướng vì nhận được lời đề nghị như vậy không. Hyejin do dự một hồi lâu rồi đưa ra câu trả lời phủ định, vì tôi nghĩ rằng tôi xứng đáng nhận được đãi ngộ như thế. Ngày hôm sau, giám đốc Choi gửi bản thảo hợp đồng cho Hyejin. Ở mục chia sẻ lợi nhuận giữa trung tâm và giảng viên, giám đốc Choi cho phép Hyejin tự điền vào điều kiện mà cô mong muốn. Hyejin cầm hợp đồng đến nhờ cô bạn thân làm luật sư kiểm tra nội dung hợp đồng. Nếu chuyện được lôi kéo này xảy ra trước đây, chắc chắn Hyejin sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức, bởi vì không ai chê tiền cả. Nhưng giờ đây, Hyejin cũng không hiểu tại sao mình lại do dự. Junho thấy tấm quảng cáo bên đường có hình anh và Hyejin bị gỡ xuống, không quan tâm đó là giờ làm việc, anh vội hẹn gặp Hyejin. Anh hỏi Hyejin phải làm sao thì cô mới không qua bên trung tâm của giám đốc Choi. Anh nói rằng chỉ cần cô đồng ý ở lại thêm một năm, cô muốn anh làm gì cũng được. Junho thậm chí sẵn sàng giao tất cả học sinh mới cho cô chỉ cần cô ở lại làm cùng anh một năm. Cậu nói thật chứ, bất kể tăng bao nhiêu học sinh, tất cả đều giao cho tôi sao? Đúng vậy, nhưng chỉ giới hạn trong một năm, sau đó, tất cả học sinh sẽ là của tôi. Không lâu sau, Sihu đến trung tâm để tư vấn về khóa học ôn tập cuối kỳ. Hyejin nhường cơ hội tư vấn này cho Junho, hy vọng anh sẽ trải nghiệm cảm giác trò chuyện với học sinh đầu tiên của mình. Trước sự thân thiện của Junho, Sihu dần mở lòng và chia sẻ về tình hình học tập hiện tại của mình. Hai người nói chuyện rất hợp, đây cũng là học sinh chung của cả Junho và Hyejin. Giám đốc và phó giám đốc lập tức bắt đầu thấy hoang mang. Họ nhận ra rằng việc cố ý gây khó dễ cho Hyejin trước đây hoàn toàn là sai lầm. Cuộc tư vấn kết thúc, Junho thông báo cho mọi người rằng Sihu đã đồng ý đóng tiền và các bạn khác của trường nam sinh sẽ đến trung tâm đăng ký vào ngày mai. Số lượng học sinh đủ để mở lớp một cách thuận lợi, tin này khiến mọi người vô cùng vui mừng. Giám đốc nhìn về phía Hyejin, mỉm cười với vẻ ngượng ngùng trên mặt. Sau khi dạy xong, Hyejin liền lập tức đi tìm Junho, tuy nhiên không thấy anh ở trung tâm. Cô liền gọi điện cho anh nhưng không ai nghe máy. Lúc này Junho đang một mình ở ngoài công viên. Khi có được học sinh đầu tiên, Junho tất nhiên rất vui vẻ, nhưng sau đó anh trở nên trầm tư hơn. Anh quyết định gọi điện cho Hyejin và hẹn gặp cô. Junho đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không cản trở Hyejin rời đi nữa. Trước đó, Sihu đã nói với Junho rằng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên gia đình cậu đã đặt nhiều kỳ vọng vào cậu. Họ mong Sihu có thể đỗ vào trường y để thay đổi số phận. Vì vậy Sihu không muốn làm gia đình mình thất vọng, dù có phải học thuộc lòng để đạt điểm cao môn văn. Hiện tại cậu vẫn chưa tìm thứ mình muốn làm cuộc sống, chỉ biết mục tiêu thực sự của mình là Đại học Seoul. Junho muốn giúp Sihu thực hiện hết những chuyện mà cậu ấy đã kể ra, muốn giúp Sihu đậu Đại học Seoul và bắt đầu yêu thích môn văn và định hình lộ trình sự nghiệp cho Sihu. Từ điều này, Junho nhận ra rằng nếu việc chuyển công ty là điều Hyejin muốn thì anh không nên can thiệp. Hyejin nghe vậy thì cười trừ và nói với Junho rằng mình sẽ tự lo liệu chuyện đó, anh không cần phải quan tâm. Nhưng Junho lại cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, đặc biệt là khi giám đốc nói với anh rằng Hyejin đã nhường lại vị trí trên quảng cáo cho Junho. Sau đó Junho mới phát triển thành ý tưởng thầy trò xuất trận này. Hyejin đã chủ động nhường cho anh vị trí hot, làm như vậy không khác nào tự lật đổ chén cơm của mình. Junho hiểu rằng Hyejin luôn quan tâm đến anh, vì vậy anh không thể đưa ra thêm những yêu cầu ích kỷ như thế từ Hyejin. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi với đề nghị đó của mình. Vì vậy Junho nói với Hyejin rằng anh xin rút lại hết những lời đã nói sáng nay và muốn Hyejin hãy cứ làm theo ý cô muốn. Nghe những lời này, Hyejin không thể không cảm thấy buồn bã. Ban đầu Junho đã cố gắng mọi cách để giữ cô lại, điều đó khiến cô cảm thấy mình được người khác cần đến. Nhưng giờ Junho lại thay đổi quyết định làm cô cảm thấy tổn thương trái tim mình. Nghe xong lời của Hyejin, Junho càng cảm thấy mơ hồ hơn, không biết phải xử lý tình hình với Hyejin như thế nào mới đúng. Dường như giữa họ đã bắt đầu le lói tình cảm khác rồi. Sau khi về nhà, Hyejin suy nghĩ một chút và đã thay đổi tên gọi của Junho trong danh bạ điện thoại từ niềm tự hào của tôi thành thầy Junho. Còn Junho thì lấy xe của mẹ rồi chạy đến nhà Hyejin nhưng chỉ đứng bên dưới rồi rời đi. Lúc này Hyejin cũng đang dọn dẹp lại bàn làm việc rồi tiếp tục soạn bài. Ngày hôm sau,
giám đốc lại treo quảng cáo của Junho và Hyejin lên. Trung tâm chính thức mở lớp cho trường nam sinh. Giám đốc cũng mời Hyejin đi ăn ăn sáng, còn đặc biệt gọi những món là cô thích ăn. Ông ta còn dành những lời có cánh khen Hyejin mọi thứ đều chu toàn từ công việc đến đời sống. Tiếp theo, ông ta liên tục nói về quá khứ cùng với Hyejin và còn cố ý nhắc nhở cô rằng tiền học của em trai cô là vay ông ta. Vòng vo một hồi cuối cùng ông ta cũng mở miệng xin lỗi Hyejin về việc đẩy cô về chi nhánh và cả việc giao học sinh lớp 11 của trường Cha Dung cho cô Nam và Junho. Giám đốc cũng đề xuất cung cấp một trợ giảng chuyên nghiệp cho cô, cùng với việc đưa lại cho toàn bộ học sinh lớp 11 trường Cha Dung. Giáo viên ngữ văn thấy không hài lòng vì có một thầy giáo không dạy lớp 10 bao giờ mà cùng ra đề thi. Ông tức giận đứng lên bỏ đi, các giáo viên khác đã đi báo cáo chuyện này cho tổ trưởng. Hyejin tức giận ngồi ăn thức ăn nhanh như một cách để giải tỏa tâm trạng. Junho cũng đã thuận lợi ngồi tư vấn cho các phụ huynh học sinh trường nam sinh khiến trưởng phòng khá ngạc nhiên. Không ngờ trong thời gian ngắn mà anh đã thành thục không hề run chút nào, hai người cùng nhau ngồi uống trà trò chuyện. Trưởng phòng hỏi anh về Hyejin và nói rằng chắc cô ấy đã rất đau lòng về chuyện xảy ra vừa rồi. Trưởng phòng hỏi dò anh liệu Hyejin có tiếp tục ký hợp đồng với trung tâm nữa không. Junho liền nói rằng hay là để mình đi hỏi khiến cho trưởng phòng ngại ngùng. Với điều kiện của nhà trưởng phòng thì thừa sức mở một trung tâm từ lâu rồi, nhưng cái cô thiếu đó là một giám đốc trung tâm tài năng, mà người đó được như Hyejin thì quả là tuyệt vời. Trưởng phòng đã không ngại chia sẻ điều này với Junho làm anh cảm thấy rất vui và tự hào về cô giáo mình. Khi ra khỏi phòng anh vô tình chạm mặt với Hyejin. Cô ngỏ ý muốn giúp đỡ anh soạn giáo án cho học sinh trường nam sinh nhưng anh đã từ chối và nói mình có thể tự làm được. Cô đã kéo anh vào phòng học nói chuyện riêng. Cô cũng giải thích những lời mình nói hôm qua chỉ là nhất thời, anh hãy quên đi. So với những học sinh khác cô từng dạy thì anh là người mà cô quý nhất. Vì vậy nên cũng có những hành động để giúp đỡ anh nhưng chỉ có ý như vậy thôi. Junho cũng nói đêm qua mình đã đến trước cửa nhà cô, đang định nói thêm thì bị Hyejin chặn lại. Cô không muốn xảy ra bất cứ tin đồn thất thiệt nào từ chỗ làm, vì vậy cô đã dứt khoát mở cửa rời đi mặc cho anh có ngăn cản. Lớp học của giám đốc Choi thiếu vắng Sihu và những người bạn của cậu khiến cho bà cảm thấy hơi lo lắng. Còn bên này lớp khai giảng của Junho lại đông kín người. Đồng nghiệp ai nấy đều khen Hyejin và muốn được mời đi liên hoan. Cô cũng vui vẻ đồng ý, phó giám đốc đi đến gặp giám đốc ở quán nhậu vì cả ngày nay không liên lạc được với ông. Giám đốc muốn bàn với phó giám đốc một chiến lược mới. Ông không thể đánh mất 100 học sinh của Hyejin được. Ông sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Hyejin kể cả việc phải cầu xin cô đi chăng nữa. Bên này hội giáo viên đang vui vẻ liên hoan ăn mừng chiến thắng của Hyejin và Junho thì giám đốc gọi điện cho cô hẹn gặp mặt. Cô vội vàng đi đến xem có chuyện gì thì Junho từ đằng sau chạy đến. Anh không muốn cô đi gặp giám đốc trong lúc ông ấy đang say nên muốn cùng đi. Cô cũng kể với anh chuyện hôm nay xảy ra. Chắc là do cô làm ầm ĩ nên mới khiến giám đốc như vậy. Cô đi đến gặp giám đốc rồi bảo Junho đứng đợi cách đó một đoạn. Thấy giám đốc đã say mềm, ngoài trời thì lạnh nên cô khuyên ông ra về. Nhưng cô khuyên thế nào giám đốc cũng không chịu về còn muốn xin lỗi cô một cách chân thành. Lợi dụng tình trạng say của mình, ông ta quỳ gối trước mặt Hyejin, chân thành xin lỗi. Thấy Hyejin vẫn không chịu nhận, giám đốc quyết tâm không đứng lên. Junho thấy hai người đứng giữa đường, anh đến thuyết phục giám đốc và cảnh báo rằng nếu tiếp tục như vậy, Hyejin có thể bị lạnh và bị cảm. Nghe xong, giám đốc dựa vào Junho để đứng dậy, nhưng vì không vững mà cả hai rơi xuống nước. Hyejin và Junho cố gắng dìu giám đốc vào taxi và nhìn ông rời đi. Junho cũng bắt đầu cảm thấy lạnh và run lên từng cơn. Hyejin đưa anh về trung tâm học thêm, lấy bộ lò sưởi điện để đặt bên cạnh Junho và phủ áo khoác của mình lên cho anh. Sau đó cô rót một tách trà nóng cho Junho. Anh không muốn làm ướt áo khoác của cô, nên anh vội vã treo nó lên trên ghế. Hyejin nắm tay Junho, giúp anh giữ ấm. Nhớ lại cảnh hai người đàn ông rơi xuống nước một cách hài hước, cô không kìm được cười nhẹ. Trước khi Junho xuất hiện, cuộc sống của Hyejin êm đềm như mọi ngày. Mỗi năm, học sinh tốt nghiệp và có học sinh mới tham gia. Ngoài việc số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô tăng lên, cuộc sống bình dị của cô không có bất kỳ thay đổi đột ngột nào. Sự xuất hiện của Junho đã khiến cho Hyejin trải qua nhiều điều trước đây cô không thể tưởng tượng được, như chia sẻ vị trí quảng cáo duy nhất hoặc làm giáo viên dạy học sinh miễn phí. Bây giờ cô đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp, có vẻ như nhiều điều đã trượt khỏi tầm kiểm soát của Hyejin, khiến cho cô cảm thấy mất phương hướng. Khi nói đến đây, Junho nhớ lại cảnh mình ông giám đốc quỳ gối trước Hyejin. Đối với một cáo già như giám đốc, việc có thể từ bỏ lòng tự trọng để thành thật đối diện với Hyejin đã truyền cảm hứng và dũng khí cho anh. Điều này khiến anh nhận ra mình thực sự cần Hyejin. Anh hỏi cô rằng cô có muốn quay lại quá khứ hay không. Không phải là chuyện cô chuyển sang trung tâm của giám đốc Choi, cũng không phải về quá khứ trước khi anh đến. Nếu Hyejin muốn quay lại cuộc sống trước đây, anh sẽ tiếp tục giấu những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng. Ánh mắt ngấn lệ của Hyejin đã tố giác cô. Bên trong con người cô đã bị lòng chân thành của Junho chạm đến. Vì vậy cô đưa ra câu trả lời phủ định. Junho hiểu được suy nghĩ thật của Hyejin và không ngần ngại bày tỏ những điều trong lòng mình. Dù nghĩ như thế nào, anh vẫn cảm thấy rằng cô không thể không nhận ra điều đó. Cô chính là mối tình đầu của anh, càng ngày anh càng thích cô nhiều hơn. Hyejin vẫn nghĩ Junho đang đùa, nhưng lần này anh thực sự nghiêm túc vì tình cảm của anh dành cho cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, không thể che giấu được nữa. Khi nói xong, Junho không kiềm chế được tình cảm và hôn lên môi Hyejin. Đối mặt với nụ hôn bất ngờ, Hyejin sững sờ trong giây lát rồi đẩy Junho ra và bỏ chạy. Trong phòng vệ sinh, Hyejin cố gắng bình tĩnh lại, cô ôm lấy gương mặt đỏ bừng vì ngượng và có phần hân hoan. Trong đầu cô không ngừng nghĩ về nụ hôn nồng nhiệt của Junho vừa rồi, thầm trách anh thật điên rồ. Junho đợi mãi không thấy Hyejin quay lại, lo lắng đến mức định đi tìm cô. Cô Nam đột nhiên xuất hiện, khiến anh hoảng hốt lùi lại. Hóa ra, sau khi tham gia buổi tụ tập,
cô Nam không muốn tốn tiền đi taxi nên định đến trung tâm học thêm nghỉ ngơi và chờ chuyến tàu điện ngầm đầu tiên để về nhà. Đúng lúc đó, Hee Jin không biết phải đối mặt với Jun Ho như thế nào nên cô đề nghị dẫn cô Nam về nhà mình qua đêm. Chưa kịp để Jun Ho phản ứng, Hee Jin đã nhanh chóng dẫn cô Nam rời khỏi trung tâm học thêm. Jun Ho thất vọng trở về nhà vì không nhận được phản hồi từ Hee Jin. Khi về đến nhà, anh phát hiện điện thoại của mình đã bị hư do dính nước và không thể mở lên được. Anh đành phải dùng máy tính nhắn cho Hee Jin và thông báo với cô rằng điện thoại của mình đã bị hư. Anh cũng biết rằng hiện tại khó để Hee Jin có thể trả lời nên anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ cô. Dù cô có đi sang trung tâm của giám đốc Choi, thậm chí lên đến mặt trăng, anh cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ cô. Nhìn tin nhắn thẳng thắn của Jun Ho, Hee Jin không khỏi bật cười. Sáng hôm sau, phó giám đốc gọi điện cho Hee Jin hỏi cô về giám đốc, bởi vì bà ấy gọi điện cho giám đốc từ sáng đến giờ mà không thể liên lạc được. Nghe vậy, Hee Jin liền gọi tổ trưởng Jun cùng mình đi đến nhà giám đốc. Lúc này giám đốc vì bị dính nước tối qua nên đã bị ốm và đang nằm trên giường. Nghe tiếng gõ cửa, ông cố gắng rời khỏi giường để đi mở cửa. Tổ trưởng Jun thấy bộ dáng của giám đốc liền nói Hee Jin chờ bên ngoài còn mình thì vào bên trong trước. Lúc này Jun Ho gọi điện cho Hee Jin và muốn đến đón cô đi làm rồi hai người cùng đi ăn trưa. Nhưng Hee Jin nhanh chóng từ chối lời đề nghị đó và vào thăm giám đốc. Cô nhanh chóng thông báo tình trạng sức khỏe của giám đốc cho phó giám đốc. Trong lúc chờ tổ trưởng Jun đi mua thuốc, giám đốc lại một lần nữa xin lỗi Hee Jin. Ông nói rằng hôm qua mình ốm nặng tưởng chết. Và khi đối mặt với sự sống chết đó, ông luôn băn khoăn ba điều mình chưa làm được. Một trong những điều đó là Hee Jin, ông biết cô rất thất vọng về mình. Dù cô có chuyển chỗ làm ông cũng cam lòng, nhưng nếu cô ở lại thì ông rất biết ơn. Jun Ho ở trung tâm chờ hoài chưa thấy Hee Jin đến liền nhắn tin cho cô hỏi khi nào đến. Một nữ đồng nghiệp thích Jun Ho đến bắt chuyện và thẳng thắn muốn anh mời cô đi ăn. Tuy nhiên, Jun Ho từ chối ngay lập tức, anh nói rằng mình đã có người mình thích rồi nhưng cô ấy vẫn chưa thành bạn gái của mình. Nữ đồng nghiệp hỏi anh có phải người anh cảm nắng không thích anh đi ăn với đồng nghiệp không. Nghe đến từ người anh cảm nắng, Jun Ho trong lòng vui sướng không khỏi cười tươi. Cuối cùng, Hee Jin cũng đến trung tâm và tập hợp các thành viên để bắt đầu cuộc họp thường lệ. Khi cuộc họp kết thúc, Hee Jin giữ Jun Ho lại. Cô nói với anh về quyết định sẽ chuyển sang trung tâm của giám đốc Choi. Khi đó trung tâm sẽ náo loạn một thời gian vì học sinh sẽ rời đi khiến các giáo viên bị ảnh hưởng và chắc chắn sẽ có lời đàm tiếu về cô. Cô cũng nhẹ nhàng từ chối lời tỏ tình của anh ngày hôm qua và mong muốn cả hai có thể tiếp tục như trước. Jun Ho hỏi Hee Jin có phải đang chơi trò đưa đẩy với mình không. Nhưng Hee Jin không đùa, cô lo lắng về những lời đồn đại xung quanh, không muốn chạm đến mối quan hệ thầy trò cấm kỵ. Jun Ho không nghĩ mối quan hệ thầy trò trước đây là trở ngại cho tình cảm của họ. Anh định khuyên Hee Jin đừng bận tâm đến những điều đó nhưng khi anh vừa định nói thì bị đồng nghiệp cắt ngang. Thì ra Sihu đến để đưa vở ghi chép bài học. Sihu nhìn thấy Hee Jin đi đến thì vô cùng vui mừng. Cậu nói rằng mình rất thất vọng vì không thể gặp cô ở buổi tư vấn lần trước. Sihu cũng chân thành cảm ơn Hee Jin về buổi giảng hôm đó. Đó là buổi học ấn tượng nhất mà cậu từng nghe. Và cậu mong muốn sẽ được học những buổi học như vậy nữa. Lời nói chân thành của Sihu khiến lòng Hee Jin xao xuyến mãi không thôi. Cô cứ nhớ mãi hình ảnh hòa hợp giữa mình và Sihu hôm đó. Và cứ thế ngồi thẫn thờ đến chiều tối. Trên đường đến lớp dạy, Jun Ho chặn cô ở cầu thang và nói với cô rằng hãy quên hết những định kiến lỗi thời kia đi và chỉ cần nói cho anh biết cảm nhận thật của cô. Sau khi dạy xong, Hee Jin đau đầu đến nỗi muốn nổ tung. Cô chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, nhưng Jun Ho lại lấy chìa khóa xe của cô mà không nói một lời, rồi đưa cô về nhà. Trên đường, Hee Jin mở lòng với Jun Ho. Từ khi nghe câu đó là buổi học ngữ văn hay nhất mà em từng được học của Sihu hôm nay, cô bắt đầu nghi ngờ liệu việc chuyển trung tâm có phải là quyết định đúng đắn hay không. Cô thấy mình đã thuyết phục Sihu đến lớp học của mình bằng sự thành thật, nhưng lại vì mục tiêu lương cao và vị trí phó giám đốc mà ra đi. Hee Jin cảm thấy hổ thẹn vô cùng, sau đó Jun Ho nhắc đến việc Sihu đã từ bỏ việc học miễn phí tại trung tâm của giám đốc Choi vì Hee Jin. Trái tim của Hee Jin càng cảm thấy tự trách hơn. Cuối cùng, cô quyết định ở lại vì Sihu. Jun Ho không muốn Hee Jin từ bỏ cơ hội hiếm có này và hứa rằng anh có thể dạy Sihu một mình. Vì vậy Jun Ho mong Hee Jin đừng bỏ lỡ cơ hội của mình. Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm cho em ấy tới lúc tốt nghiệp. Dạy một đứa trẻ thông minh thật sự thú vị hơn những gì tưởng tượng. Jun Ho không khép được miệng mà nói với Hee Jin nếu cô đã đổi ý như vậy thì với câu em thích cô hãy cân nhắc khi đặt anh ở cương vị một người đàn ông. Dù cho có cô gái xinh nhất trường thích anh đi chăng nữa thì trong mắt Jun Ho vẫn chỉ nhìn thấy mỗi Hee Jin thôi. Anh càng ngày càng cảm thấy việc yêu Hee Jin là một quyết định đúng đắn, anh nhờ cô đừng đẩy anh ra xa. Nghe xong lời gần như tỏ tình của Jun Ho, Hee Jin che mặt, lòng bồn chồn nhưng sung sướng. Cho đến khi trở về nhà, nụ cười trên môi cô vẫn không thể che giấu. Cô lấy ra bức ảnh quảng cáo của mình và Jun Ho, cẩn thận đặt vào trong cuốn sách mà cô yêu quý và cất giấu kỹ lưỡng. Ngày hôm sau, Hee Jin đến chỗ làm với tinh thần tràn đầy năng lượng, cô luôn vui vẻ và tự giác mỉm cười. Đầu tiên Hee Jin gặp giám đốc Choi và lịch sự từ chối lời mời với mức lương cao từ bà. Khi rời khỏi phòng học, cô tình cờ gặp lại Sihu, người đang trở lại trả sách. Hee Jin chào hỏi cậu một cách lịch sự trước khi rời đi. Sau đó, cô và Jun Ho cùng nhau đi về trung tâm của mình. Cô nói với Jun Ho rằng cô rất may mắn đã đưa ra quyết định đúng đắn. Chỉ khi đó đối mặt với Sihu, cô mới không cảm thấy ngượng và xấu hổ chút nào. Hiện tại, cô hài lòng với bản thân mình. Khi nói xong, Hee Jin cười lớn hết cỡ. Jun Ho không thể không nhìn cô và cười theo. Khi Sihu đến trả sách, trợ lý của giám đốc Choi đã đón tiếp cậu một cách không thân thiện, thậm chí còn nghi ngờ Sihu có thể đã sao chép trái phép tài liệu của trung tâm. Sihu cũng giữ một tinh thần cảnh giác, yêu cầu trợ lý viết một giấy chứng nhận trả sách để tránh rắc rối trong tương lai. Trợ lý không vui với sự nghi ngờ của Sihu,
tức giận viết một giấy chứng nhận và ra lệnh cho Sihu phải viết một cam kết không tiết lộ giáo án ra ngoài. Trợ lý tự mãn mỉm cười, đưa tờ cam kết cho giám đốc Choi. Giám đốc Choi thay đổi biểu cảm ngay lập tức. Bà chỉ trích trợ lý đã dám mang danh nghĩa của trung tâm ra để lấy mẫu giấy này, thậm chí lại còn từ một đứa nhỏ. Bà ra lệnh cho trợ lý không được phép xuất hiện trước mặt bà suốt đời. Sau đó, bà gửi tin nhắn động viên Sihu, nhưng Sihu không có cảm xúc gì nên không trả lời. Hyejin quay lại trung tâm và gặp giám đốc. Cô nói với ông mình đã được trung tâm khác mời về giảng dạy. Giám đốc tặng cô một cái máy tính bảng coi như là quà chia tay. Hyejin cười và nói rằng nếu thật sự phải tạm biệt thì cô phải nhận món to hơn. Nghe như vậy giám đốc vô cùng vui mừng. Hyejin đề nghị giám đốc cho cô Nam cái máy tính bảng này. Bởi vì cô Nam là người chăm chỉ và làm tốt nhất, giám đốc cũng cần phải động viên những giáo viên mới. Khi lên lớp, Hyejin lại nhận được tin nhắn hẹn hò từ Junho, hy vọng cô có thể đến hẹn sau khi kết thúc buổi học vào ban ngày. Trong lòng, Hyejin đang suy nghĩ về lời mời của Junho. Cô đắn đo liệu có nên kết thúc buổi học sớm không nhưng sau đó vẫn thực hiện buổi dạy như dự định. Sau khi kết thúc buổi dạy, Hyejin ngồi một mình trong lớp suy nghĩ đến việc có đi gặp Junho, nhưng cuối cùng cô vẫn từ bỏ ý định đó. Junho không thể chờ được người yêu đành phải quay về trung tâm. Khi trở lại bàn làm việc của mình, anh chia sẻ hộp cơm mà anh mang theo cho cô Nam ngồi cạnh. Trong suốt cả ngày hôm nay, Hyejin luôn nghĩ về lời mời của Junho. Trái tim cô bối rối nên cô quyết định đi gặp cô bạn luật sư của mình. Hyejin nói về quá khứ, mọi người đều nói rằng khi vào đại học thì có thể bắt đầu mối quan hệ tình cảm, nhưng cô lại cố gắng kiếm tiền, giúp đỡ gia đình và chỉ khi gia đình ổn định hơn một chút, cô mới chuyển sang ngành giáo dục. Cả ngày cô luôn bận rộn, chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc nào. Bạn thân cho rằng Hyejin đúng là phải ra đời lăn lộn sớm hơn những người khác, nhưng chuyện Hyejin chưa có người yêu không phải vì chuyện này. Bạn thân chỉ ra rằng Hyejin đã trả hết nợ cho gia đình chỉ bằng sức lao động của mình. Cuộc sống của cô đã thay đổi, sự nghiệp phát triển và cô đã đạt được mọi thứ mình muốn. Dần dần, cô trở nên kiêu ngạo hơn, coi thường những mối quan hệ tình cảm như trò chơi vô nghĩa. Cho đến một lúc Hyejin nhận ra mình cũng muốn yêu đương nhưng lại ngại ngùng không dám nói. Vì thế cô mới không còn cách nào khác đành tiếp tục tự lừa dối mình. Lúc này Hyejin thừa nhận khi Junho xuất hiện, suy nghĩ của Hyejin đã thay đổi. Hôm nay, cô đã suy nghĩ một thời gian dài trước khi quyết định không đến chỗ hẹn với Junho. Cô biết Junho có rất nhiều ưu điểm, vui vẻ, ấm áp, nhưng cô không muốn anh bị bàn tán vì những lời đồn ác ý. Tuy nhiên với một con người tuyệt vời như vậy cô không thể không thích Junho. Vừa nói xong, Junho gửi đến cho cô một bức ảnh. Trong bức ảnh là những tờ ghi chú của Hyejin dành cho Junho khi cô còn là giáo viên. Đó toàn là những lời khích lệ và quan tâm của cô dành cho anh. Nhìn tin nhắn của Junho, Hyejin không thể kiềm chế được nước mắt. Hyejin nhận ra rằng những ngày tồi tệ của mình nhờ có Junho ở bên cạnh mà cô có thể vượt qua được. Đúng lúc đó, Junho gọi điện đến, bạn thân của cô tự nguyện nhận máy và kêu Junho nhanh đến. Junho vội vàng chạy đến và đưa Hyejin về nhà. Hyejin say rượu không thể mở cửa nhà được, liền nói mật mã cho Junho. Ngay khi bước vào nhà, cô ôm lấy Junho một cách tự nguyện, cuối cùng cô đã sẵn lòng đối mặt trực tiếp với tình cảm của mình. Junho không thể kiềm chế được muốn hôn lên môi người yêu. Tuy nhiên, Hyejin vẫn chưa sẵn sàng tinh thần, cô giả vờ đau đầu và đi về phòng nghỉ. Junho ngồi bên giường chăm sóc Hyejin cho đến khi cô ngủ say, rồi anh bước ra ngoài phòng khách và tự khen mình, giỏi lắm Junho, mình không phải là thú vật, mình là quý ông. Sáng hôm sau, Junho mua một ít đồ ăn về. Hyejin tỉnh dậy thấy Junho vẫn còn ở lại, cô vội vàng đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Sau đó quay lại phòng khách một cách không tự nhiên, Junho kéo cô ngồi xuống ghế. Khi thấy Hyejin không thoải mái vì uống quá nhiều rượu, anh đề xuất cô nên xin nghỉ dạy hôm nay và anh sẽ giúp cô dạy học thay. Hyejin không đồng ý, Junho liền dọa rằng sẽ nói chuyện hai người ở cùng nhau vào đêm qua với tổ trưởng Ji. Khi đó chắc chắn cả trung tâm sẽ biết chuyện này. Hết cách, Hyejin đành phải đồng ý nhưng Junho lại đưa ra yêu cầu tiếp theo, đó là sau khi buổi học kết thúc, anh muốn mời Hyejin đi hẹn hò cùng. Cuối cùng là thông báo quan trọng nhất của Junho dành cho Hyejin, sự kiên nhẫn của em đã cạn kiệt hết rồi, cô đừng né tránh nữa. Nói xong Junho liền cúi xuống trao cho Hyejin một nụ hôn. Sau khi thể hiện tình cảm với người yêu, Junho vui vẻ đến trung tâm dạy học và hỏi cô Nam bên cạnh làm thế nào để giúp Hyejin xin nghỉ. Cô Nam hỏi Junho chuyện Hyejin bị ốm khiến Junho dường như rất hạnh phúc và cười toe toét. Với sự nhạy bén của mình, cô Nam đã sớm nhận ra không khí lãng mạn giữa hai người. Cô chủ động đề nghị thay Hyejin dạy học và bảo Junho quay về bên cạnh Hyejin. Junho cảm kích vô cùng, ngay lập tức chạy đến bên Hyejin, nắm lấy tay cô và bắt đầu buổi hẹn hò. Họ cùng nhau đến trung tâm dạy thêm cũ, nơi chứa đựng bao kỷ niệm chung của cả hai. Trung tâm ấy giờ đây đã ngừng hoạt động và sẽ sớm bị dỡ bỏ để xây dựng trung tâm thương mại. Bước vào phòng học tối om, Hyejin bắt đầu thổ lộ tâm sự của mình. Cô nói rằng từ khi vào đại học, cô đã bắt đầu làm giáo viên, vì vậy cô đã sống với cách cư xử của người trưởng thành quá lâu. Dần dần, cô không còn hiểu sở thích của các cô gái cùng tuổi. Nhưng khi rời bục giảng, cô cũng chỉ là một cô gái ngây ngô. Trong mối quan hệ sau này, cô không tránh khỏi việc thể hiện ra những mặt không hoàn hảo. Bất kể Hyejin như thế nào, Junho đều không bận tâm. Anh chỉ muốn lúc nào cũng nắm tay người yêu, ngay cả khi lái xe cũng không muốn buông tay. Khi đến dưới nhà Hyejin, cô hôn lên má anh. Nhưng điều này vẫn chưa đủ, Junho muốn là một nụ hôn sâu sắc. Vậy là, hai người kết thúc một ngày hẹn hò. Ngày tiếp theo, Junho chuyển đến ở gần nơi Hyejin sống. Không chỉ vậy, sau khi Junho kết thúc buổi học, Hyejin đến lớp để chúc mừng. Junho nắm tay bạn gái mình, hai người lén lút thảo luận nơi gặp mặt để không gặp phải đồng nghiệp. Vì vậy Junho đứng chờ Hyejin ở ga tàu điện ngầm, sau đó cả hai cùng nắm tay nhau về nhà.
Hy Jin muốn dành thêm thời gian ôm ấp với người yêu nên nói rằng cần mua sữa. Họ lại có thêm một chút thời gian bên nhau. Khi đến lúc phải chia tay, Hy Jin lại lén lút nói với bạn trai rằng thực ra nhà cô còn sữa. Sau khi nói xong, cô mời Jun Ho cùng lên tầng trên. Jun Ho vui mừng đến nỗi mất phương hướng, đi thang máy mà quên bấm nút, thậm chí không muốn nghe điện thoại của bạn thân. Nhưng Hy Jin nói anh hãy nghe máy đi, bạn thân của Jun Ho đang ở nhà chờ anh về, vì hôm nay anh ấy đã giúp Jun Ho dọn dẹp nhà mới. Jun Ho đã hứa sẽ mời anh ấy ăn tối nên đành phải nói Hy Jin về nhà trước chờ mình, anh hứa sẽ nhanh chóng trở lại. Hy Jin trở về nhà, dọn dẹp giường chiếu bừa bộn và chuẩn bị sẵn chiếc váy ngủ đen quyến rũ mới mua. Nghĩ đến những gì sắp xảy ra, Hy Jin mặt đỏ bừng, ngại ngùng không chịu nổi. Để chào đón bạn trai, cô chuẩn bị cho anh một chiếc bàn chải đánh răng mới. Trong lúc chờ đợi, Hy Jin mở tủ lạnh lấy một lon bia, cố gắng làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng. Ở bên này, bạn thân của Jun Ho uống rượu và bắt đầu nói ra một phát hiện vô cùng vĩ đại của mình. Anh ta nhớ rằng các bạn gái trước của Jun Ho đều rất ngắn ngủi và họ có một điểm chung đó là trên mặt họ đều có má lúm đồng tiền. Điều này cho thấy Jun Ho suốt những năm qua luôn nhớ về Hy Jin, vì lúm đồng tiền là đặc trưng của Hy Jin. Vừa nhắc đến Hy Jin, Jun Ho không thể kìm nén được nỗi nhớ bạn gái. Anh để bạn mình ở lại tự lo liệu, rồi chạy vội đến nhà Hy Jin. Khi đến trước cửa nhà cô, anh đã đẫm mồ hôi và thở hổn hển. Không kịp nghỉ ngơi, anh lập tức ôm chặt Hy Jin vào lòng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Jun Ho không thể chờ đợi thêm mà leo lên giường để âu yếm Hy Jin, miệng còn gọi cô là cô giáo. Kết quả, anh bị cô đạp xuống giường và cảnh cáo anh đừng gọi mình là cô giáo. Mỗi khi cô nghe anh gọi mình là cô giáo, cô luôn cảm thấy như mình đang làm điều gì đó sai trái. Jun Ho hiểu ra ngay lập tức, cười nằm lăn ra đất. Sau đó Jun Ho ôm chặt Hy Jin vào lòng, tỏ tình một cách sâu sắc. Anh yêu Seo Hy Jin, anh đã yêu cô ấy từ rất lâu, lâu hơn anh nghĩ rất nhiều. Hy Jin đáp lại tình yêu của anh bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Jun Ho cũng hôn lại người yêu và họ trải qua một đêm lãng mạn đầy đam mê. Khi trời vừa hửng sáng, Jun Ho ôm Hy Jin và hôn cô liên tục. Anh dự định về nhà xem tình hình của bạn mình. Thấy thời gian vẫn còn sớm, Hy Jin bảo Jun Ho về nhà ngủ thêm một chút nữa. Nghe vậy, Jun Ho cười danh mãnh, ôm chầm lấy Hy Jin và hôn không ngừng. Dù sao thì thời gian vẫn còn sớm, tại sao họ không trân trọng khoảng thời gian thân mật này? Đến lúc phải rời đi, Hy Jin tiễn Jun Ho đến thang máy, cả hai còn âu yếm thêm một chút nữa. Sau khi tiễn Jun Ho, Hy Jin cô gái đang chìm đắm trong tình yêu không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Hôm đó là ngày thi cuối kỳ môn ngữ văn của học sinh, Hy Jin nhắn tin chúc các học sinh của mình thi tốt. Cô còn gửi biểu tượng khiến những học sinh này nghi ngờ nick của cô bị hack và thắc mắc liệu đó có phải là cô giáo của mình không. Kỳ thi kết thúc, Hy Jin nghe tin các học sinh mà cô phụ trách đều làm bài rất tốt, khiến tâm trạng cô càng thêm vui vẻ. Khi quay lại trung tâm dạy thêm, tình cờ cô gặp Jun Ho trong thang máy. Vừa thấy bạn gái, Jun Ho đã không muốn rời xa cô. Nhân lúc còn thời gian trước khi làm việc, anh kéo Hy Jin vào phòng học trống để âu yếm thêm một chút. Tuy nhiên khi tách nhau ra, Jun Ho bị một nữ đồng nghiệp bắt gặp. Anh nói dối rằng mình đang tập viết bảng, vì vậy nữ đồng nghiệp liền có ý tốt sẽ giúp anh chuyện này. Dù không muốn nhưng không còn cách nào khác, Jun Ho đành nhắn tin cho Hy Jin và thông báo mình bị kẹt ở đây. Đúng lúc đó Sihu tìm đến. Trong kỳ thi lần này, Sihu làm bài khá tốt, nhưng đó là nhờ vào việc xem trước đề thi dự đoán của Hy Jin. Nếu gặp phải những câu hỏi chưa từng thấy, cậu sẽ không biết phải làm gì, thậm chí đến giờ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của đề. Việc trả lời đúng hoàn toàn chỉ là do may mắn. Hy Jin và Jun Ho lắng nghe kỹ lưỡng những lo lắng của Sihu và hiểu rằng cậu có yêu cầu rất cao đối với bản thân, muốn làm việc gì cũng phải đạt được kết quả tốt nhất. Jun Ho tự tin tuyên bố sẽ tìm cách giúp Sihu giải quyết vấn đề này và còn hứa sẽ giúp cậu đạt điểm tối đa trong kỳ thi, trở thành thủ khoa toàn quốc. Trong lúc uống nước và bàn luận về vấn đề của Sihu, Jun Ho đột nhiên cảm thấy lo lắng, sợ rằng mình sẽ bị mất danh hiệu học trò cưng nhất của Hy Jin. Nhưng ngay sau đó anh lại đính chính rằng giờ đây mình không còn là học trò của cô nữa mà đã là bạn trai. Khi Hy Jin đang bất ngờ, Jun Ho lén hôn Hy Jin một cái rồi rời đi. Cả hai đều thích thú với mối tình lãng mạn trốn văn phòng này. Sau khi tình cảm lắng xuống, Hy Jin triệu tập một cuộc họp nhóm để khen ngợi Jun Ho và cô nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhờ sự giúp đỡ của cô nam, họ đã dự đoán đúng hướng ra đề của giáo viên trường công, giúp học sinh đạt điểm cao. Khi Hy Jin và mọi người đang vui mừng, các giáo viên ngữ văn trong trường lại lo lắng không yên. Là người ra đề cho kỳ thi lần này, thầy Pio chỉ muốn kiểm tra mức độ nắm vững sách giáo khoa của học sinh nên tất cả đề đều lấy từ sách giáo khoa. Điều này khiến các giáo viên khác cực kỳ không hài lòng. Trong thời đại này, hầu như không có học sinh nào không đi học thêm, mà giáo viên dạy ở trung tâm lại rất thông thạo sách giáo khoa. Nhờ sự giúp đỡ của họ, học sinh trong kỳ thi lần này đều đạt điểm cao, khiến việc phân cấp độ và xếp hạng học sinh qua điểm số trở nên rất khó khăn. Trong tình huống này, nhà trường chỉ trách phạt các giáo viên hợp đồng, chứ không trách những giáo viên có biên chế như thầy Pio. Vì thế, thầy Pio bị các đồng nghiệp chỉ trích thậm tệ. Sau giờ làm, Hy Jin cùng mọi người tổ chức tiệc chúc mừng nhóm về thành tích vừa qua. Trong buổi tiệc, nữ đồng nghiệp thích Jun Ho ngồi ngay bên cạnh anh, luôn cố gắng gần gũi với anh hơn. Điều này khiến Hy Jin tức giận, cô đá Jun Ho một cái dưới bàn. Sau bữa ăn, Hy Jin muốn mời cô nam đến nhà mình để bàn công việc. Jun Ho nhất quyết đòi đi theo, nên cô đành phải chuyển địa điểm đến nhà của Jun Ho. Tình cờ, bạn của Jun Ho cũng đang ở đó. Bốn người gọi đồ ăn ngoài và vừa ăn vừa trò chuyện. Họ nói về việc các học sinh đang gặp khó khăn trong việc thực sự hiểu sâu kiến thức văn học. Hy Jin nghĩ đến việc dạy các em cách đọc hiểu rồi từ đó yêu thích văn học. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ từ Jun Ho và cô nam. Vì vậy cô và Jun Ho cùng nhau lên kế hoạch cho bài giảng đặc biệt kỳ nghỉ đông. Trong khi đó,
Thầy Pio nhìn theo bóng dáng vui vẻ của Hyejin và mọi người rời đi, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Thầy nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp của trợ lý giám đốc Choi. Không lâu trước đây, giám đốc Choi đã mời thầy Pio làm phó giám đốc. Sau khi suy nghĩ rất lâu và không thể chịu nổi bầu không khí căng thẳng trong trường học nữa, thầy Pio đã nộp đơn từ chức và quyết định gia nhập trung tâm giám đốc Choi. Trợ lý vội đưa thầy Pio đi may một bộ vest cao cấp, mặc bộ quần áo mới. Điều đầu tiên thầy Pio nghĩ đến là đến trung tâm dạy thêm để gặp Hyejin. Khi thầy Pio từ trường trung học Chan Dung bất ngờ đến thăm và đích thân yêu cầu gặp Hyejin, điều này khiến mọi người trong trung tâm dạy thêm rất ngạc nhiên, đặc biệt là Hyejin không biết phải làm gì. Thầy Pio biết rằng trong quá khứ mình đã có những bất hòa với Hyejin, nên lần này đến để xin lỗi và còn gọi cô là cô giáo với sự kính trọng. Kể từ lần Hyejin bắt đầu nghi ngờ về việc ra đề thi và đến trường gây náo loạn, mọi người đều gọi cô là người hùng dám đối đầu trực diện với các trường chính quy. Thầy Pio vốn tự phụ, bắt đầu vô thức so sánh mình với các giảng viên của trung tâm dạy thêm và cho rằng đó là một chiêu trò của Hyejin nhằm nổi tiếng. So với Hyejin dũng cảm, thầy Pio trở thành kẻ thất bại trong mắt nhà trường và học sinh. Sau khi trải qua vô số ánh mắt khác lạ và những lời chỉ trích, thầy đã nộp đơn từ chức và chuẩn bị đến làm việc tại trung tâm dạy thêm của giám đốc Choi, thử sức với vai trò giảng viên mà trước đây thầy từng coi thường như những kẻ ký sinh. Thái độ và quyết định của thầy Pio khiến Hyejin có phần lo lắng. Sau cuộc gặp, Hyejin gọi điện cho giám đốc Choi nhưng không được trả lời, nên cô đã gửi tin nhắn cho bà ấy. Hyejin hẹn giám đốc Choi gặp mặt, nhưng giám đốc Choi dường như đoán được ý định của cô nên cố tình tránh mặt. Hyejin chưa bao giờ nghĩ rằng một giáo viên kỳ cựu như thầy Pio lại nhảy việc để trở thành giảng viên tại trung tâm dạy thêm. Trong những lần trao đổi trước đây, cô cảm nhận được thầy Pio có niềm tin mãnh liệt vào việc giảng dạy. Bây giờ, thầy chấp nhận hạ thấp tự tôn để làm giảng viên dạy thêm, Hyejin cảm thấy mình đã góp phần khiến thầy ấy rơi vào tình cảnh này. Junho, qua lời kể của người khác, hiểu được những rắc rối trước đó và cho rằng việc thầy Pio đến hôm nay chỉ là một sự thách thức. Anh khuyên Hyejin đừng nghĩ nhiều và đừng ôm lấy cảm giác tội lỗi vô ích mà hãy thoải mái đi dạy. Trong mắt Junho, dù thầy Pio có làm việc tại trung tâm dạy thêm đối thủ thì cũng không thể thách thức được vị trí của Hyejin. Nhưng Hyejin lại bị sự việc này làm cho bối rối, cô không muốn nói chuyện với Junho. Sau đó, Hyejin lấy lại tinh thần và lên lớp dạy học. Sau giờ học, có học sinh tò mò hỏi liệu thầy Pio có đến đây làm giảng viên không. Vừa rồi, mọi người đã gặp thầy Pio khi ông chuẩn bị rời đi trong thang máy. Thầy Pio để lại ấn tượng tốt cho học sinh với các bài giảng hay và sự tận tâm trong việc hướng dẫn sau giờ học. Nghe xong những nhận xét của học sinh, tâm trạng Hyejin càng nặng nề hơn. Sau giờ làm, cô vẫn rối bời suy nghĩ và từ chối về nhà cùng Junho. Nghĩ tới nghĩ lui, Hyejin quyết định đến thẳng trung tâm dạy thêm của giám đốc Choi và gửi tin nhắn cho bà. Cuối cùng, cô cũng có cơ hội gặp mặt giám đốc Choi. Hyejin muốn biết lý do tại sao giám đốc Choi lại tuyển dụng thầy Pio, một người kiêu hãnh và chính trực như thầy Pio lẽ ra nên ở lại trường. Nếu không thích ứng được với môi trường cạnh tranh khốc liệt này, thầy Pio có thể sẽ không còn đường lui. Giám đốc Choi nói rằng khi Hyejin đến trường để tranh luận với thầy Pio, điều đó đã khiến thầy ấy mất mặt trước mọi người. Bây giờ, cô lại lo lắng cho thầy Pio thì thật là giả dối. Giám đốc Choi chỉ đơn giản là cung cấp cho thầy Pio một cơ hội và nền tảng, còn quyết định vẫn nằm trong tay thầy Pio. Một khi thầy ấy đã quyết định, không ai có thể thay đổi được. Hyejin nhận ra rằng hành động của mình đã gây ra tác động tiêu cực đối với thầy Pio. Khi rời đi, đôi chân cô mềm nhũn khiến cô ngồi sụp xuống trong thang máy. Cùng lúc đó, trong buổi ăn tối, Junho hỏi ý kiến cô Nam để hiểu tại sao Hyejin không muốn gặp mình. Cô Nam thẳng thắn chỉ ra rằng Hyejin đã từng làm thầy Pio mất mặt trước các giáo viên khác. Nó gián tiếp dẫn đến việc thầy bị chỉ trích, bị nói xấu và cuối cùng mất việc. Hyejin đương nhiên sẽ tự trách mình rất nhiều. Trong khi đó, Junho lại không xem trọng thầy Pio, khiến Hyejin không biết phải làm sao để trò chuyện với anh. Junho bừng tỉnh, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Hyejin. Anh gửi tin nhắn cho cô và muốn ở bên cạnh cô. Hyejin cũng rất nhớ Junho và đồng ý gặp anh. Nhận được tin nhắn, Junho chạy như bay đến gặp người yêu. Trước mặt Junho, Hyejin thừa nhận rằng lần trước cô đến trường tìm thầy Pio thực sự là muốn làm lớn chuyện để tự quảng bá cho mình mà không tốn đồng nào. Bây giờ, Hyejin mới nhận ra hành động quá đáng của mình đã khiến thầy Pio rơi vào tình cảnh khó khăn trong trường. Khi cùng Junho đi trên con đường trong khuôn viên trường Chan Dung, Hyejin có thể tưởng tượng được tâm trạng nặng nề của thầy Pio khi phải đi trên con đường này mỗi ngày. Nghĩ đến đây, Hyejin hy vọng rằng mình còn cơ hội để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho thầy Pio. Junho không muốn thấy bạn gái buồn nên đưa cô về nhà mình. Hyejin ôm lấy Junho từ phía sau, hít thở mùi hương trên áo anh và lòng cô lập tức trở nên yên bình. Để Hyejin có một giấc ngủ ngon, Junho ngồi bên cạnh, phát những bản nhạc êm dịu giúp cô thư giãn. Chẳng mấy chốc, Hyejin chìm vào giấc ngủ, Junho ngoan ngoãn ôm cô ngủ suốt đêm. Sáng hôm sau, mẹ của Junho đến tìm anh. Nhận được cuộc gọi của mẹ, Junho vội vàng ngồi dậy. Hyejin cũng tỉnh ngay lập tức và trốn vào tủ quần áo. Sau khi giấu kỹ bạn gái, Junho mới mở cửa đón mẹ vào. Mẹ anh dường như không có ý định rời đi sớm, Junho liền tận dụng lúc bà vào nhà vệ sinh để Hyejin lẻn ra ngoài. Cả hai không ngờ rằng mẹ Junho đã phát hiện ra hai chiếc bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh. Tuy nhiên, vì có chuyện quan trọng hơn cần trao đổi với con trai, bà tạm thời không để tâm đến chuyện này. Mẹ Junho muốn nói về tương lai của anh. Nhận thấy con trai đầy nhiệt huyết với nghề giáo viên, bố mẹ anh dần chấp nhận sự lựa chọn của con. Bà khuyên anh nên đến công ty dạy học trực tuyến lớn nhất cả nước để làm việc, thay vì chôn vùi tài năng ở một trung tâm luyện thi nhỏ bé. Junho đã sớm có kế hoạch cho sự nghiệp của riêng mình, anh không muốn bị bố mẹ sắp đặt. Vì vậy hai mẹ con xảy ra cãi vã. Sau khi tiễn mẹ, Junho vội vàng về nhà thu dọn đồ đạc rồi đến nhà Hyejin.
Anh cảm thấy có lỗi vì đã để người yêu phải trốn tránh mẹ mình. Junho nhận thấy chân Hyejin bị sức do đi giày cao gót vội vàng, anh vô cùng xót xa. Hyejin luôn thấu hiểu và không muốn làm khó Junho, cô liên tục nói rằng mình không sao. Điều khiến cô bận tâm lúc này là thầy Pio sắp mở lớp học miễn phí. Hyejin muốn giúp thầy Pio có chỗ đứng vững chắc trong việc dạy trung tâm. Vì vậy cô dự định cho học sinh của mình đến nghe giảng hoặc nhờ các em học sinh giúp quảng bá ở trường. Hyejin luôn tốt bụng và chu đáo với mọi người, nhưng một số người lại coi cô là cái gai trong mắt. Giám đốc và phó giám đốc từng thảo luận về việc mời thầy Pio, người có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy ở trung tâm của họ. Một khi thầy Pio chuyển đến, Hyejin, người đang phụ trách học sinh trường Chan Dung, có khả năng sẽ được giám đốc cất nhắc lên vị trí khác. Nghĩ đến đây, phó giám đốc, người luôn ghen ghét Hyejin, đã bí mật gặp gỡ giám đốc Choi. Giám đốc Choi đã làm trong ngành giáo dục nhiều năm, bà ta biết phó giám đốc từng mở một trung tâm luyện thi nhưng sau đó bị giám đốc hiện tại đánh bại và mua lại với giá rẻ mạt. Bà ta phải ngậm đắng nuốt cay, làm việc dưới trướng kẻ thù. Hạt giống thù hận đã được gieo rắc từ lâu trong lòng bà ta và giờ là lúc để trả thù. Phó giám đốc đưa cho giám đốc Choi một chiếc USB, bên trong là kế hoạch giảng dạy 10 năm, hướng ra đề thi của các trường và tài liệu giảng dạy quan trọng khác của Hyejin. Phó giám đốc muốn giám đốc Choi chuyển lời cho thầy Pio sử dụng chiếc USB và tìm cách cướp hết học sinh của Hyejin. Chỉ cần có thể giáng một đòn mạnh vào giáo viên vàng Hyejin, giám đốc hiện tại và cả trung tâm luyện thi sẽ khó lòng gượng dậy. Nghĩ đến việc có thể biến Hyejin thành kẻ bại trận dưới tay mình, giám đốc Choi vui vẻ đồng ý. Lúc này, thầy Pio, người vẫn chưa nghỉ việc ở trường, nhận được tập ghi chú đọc sách từ học sinh Hajun. Trong buổi học phụ đạo trước đó, thầy Pio từng khuyên học sinh nên đọc nhiều sách hơn, cố gắng mỗi học kỳ đọc hết một cuốn. Dựa theo gợi ý của thầy, Hajun đã chọn một cuốn sách truyện ngắn phù hợp với bản thân để đọc và ghi chú cẩn thận. Cô bé muốn nhờ thầy Pio xem giúp, nhìn tập ghi chú, thầy Pio chìm vào suy tư. Cho đến khi tan làm, thầy vẫn ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc. Tối hôm đó, giám đốc Choi đến gặp thầy Pio và nói về chuyện chiếc USB. Muốn đánh bại đối thủ mạnh như Hyejin, thầy Pio cần phải tận dụng chiếc USB trong tay phó giám đốc. Thầy Pio là người ngay thẳng, không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Thấy thầy cứng đầu, giám đốc Choi liền lấy ra đề thi giữa kỳ năm ngoái của trường Chan Dung và đề thi dự đoán mà Hyejin đã cung cấp cho học sinh. Hyejin dự đoán đề thi rất chính xác, học sinh do cô dạy đều đạt điểm cao trong các kỳ thi. Thầy Pio cần phải tìm hiểu xem đối thủ của mình dự đoán đề như thế nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghe đến đây, thầy Pio rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ở một diễn biến khác, Hyejin phát hiện Junho đã xóa bỏ toàn bộ giáo trình mà anh dày công chuẩn bị suốt mấy tháng qua. Anh quyết định làm lại từ đầu, dạy học sinh cách đọc đúng đắn, mở mang tầm mắt, thay vì dập khuôn dạy theo kiểu nhồi nhét, nhắm vào việc đạt điểm cao trong các kỳ thi như những giáo viên khác. Chính kiến của Junho khiến Hyejin vốn hiền lành cũng phải cao giọng. Cô cho rằng Junho quá lý tưởng hóa. Mỗi năm học sinh phải đối mặt với rất nhiều kỳ thi, phương pháp giảng dạy hiệu quả và giúp học sinh đạt điểm cao mới là tốt nhất. Junho khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Anh muốn dạy cho học sinh cách học chứ không phải chỉ biết học vẹt, đối phó với thi cử. Cả hai đều có lý lẽ riêng, không ai chịu nhường ai. Hyejin cố kìm nén cơn giận, yêu cầu Junho đưa bản điện tử của giáo trình để in ấn kịp thời. Nào ngờ Junho đã xóa sạch dữ liệu, Hyejin tức giận bỏ đi. Bình tĩnh lại, Junho nhìn trời mưa tầm tã, lo lắng cho Hyejin nên gọi điện thoại cho cô. Hyejin nhớ lại cuộc tranh cãi với Junho, trong lòng rối bời, cô từ chối nghe máy. Không lâu sau, thầy Pio chủ động hẹn gặp Hyejin, kể cho cô nghe về chuyện chiếc USB. Là người có lòng tự trọng, thầy Pio không muốn dùng cách này để cạnh tranh với Hyejin. Tuy nhiên, điều thực sự khiến thầy thay đổi ý định là tập ghi chú đọc sách mà Haju đã nộp. Nhìn thấy vẫn còn học sinh xem trọng lời nói của mình, thầy Pio cảm thấy xấu hổ. Nhớ lại lý tưởng của một người thầy, thầy quyết định sẽ dùng cách riêng của mình để soạn bài giảng, cạnh tranh công bằng với Hyejin. Hyejin suy nghĩ một lúc rồi khuyên thầy Pio nên làm theo ý của giám đốc Choi, xem qua dữ liệu trong USB. Như vậy, giám đốc Choi sẽ không gây khó dễ cho thầy nữa. Cả hai vừa nói chuyện xong thì Junho đến tìm Hyejin. Thấy cô đang ở cùng thầy Pio, Junho nghi ngờ thầy Pio đến để dằn mặt Hyejin theo chỉ thị của giám đốc Choi nên tỏ ra cảnh giác. Hyejin giải thích cho Junho nghe chuyện dữ liệu giảng dạy của mình bị phó giám đốc đánh cắp. Đối với tình hình hiện tại, Hyejin cho rằng kiện phó giám đốc không phải là cách hay nhất. Một khi vụ kiện tụng kéo dài, danh tiếng và lợi ích của Hyejin sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ của Junho rất đơn giản. Nếu vậy, Hyejin có thể nhân cơ hội này cùng anh soạn một bộ giáo trình hoàn thiện hơn, dạy cho học sinh hiểu nội dung văn học, rèn luyện khả năng tự học thay vì dậm chân tại chỗ, chỉ dạy những mẹo để đối phó với thi cử. Suy nghĩ của Junho không sai, nhưng quá lý tưởng. Đối với học sinh, thi đại học mới là điều quan trọng nhất. Dạy học theo cách này, không ai dám đảm bảo học sinh có đạt điểm cao trong các kỳ thi hay không. Cho dù phương pháp này thực sự khả thi, cũng cần một khoảng thời gian dài mới thấy được hiệu quả. Học sinh không thể chờ đợi lâu đến vậy, Junho vẫn bảo vệ quan điểm của mình, khuyên Hyejin thay đổi tư duy giảng dạy đã lỗi thời. Hyejin cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời lẽ của Junho. Thầy Pio bật cười trước sự ngây ngô của Junho. Thầy cho rằng ý tưởng của Junho rất hay, dạy học sinh nắm vững phương pháp học tập đúng đắn cũng là mong muốn của thầy với vai trò là một người giáo viên. Lời nói ôn hòa của thầy Pio khiến Junho nhận ra thầy không phải là kẻ thù. Anh chủ động xin lỗi thầy vì sự bất lịch sự của mình. Cuộc tranh luận của hai người hôm nay lại không có kết quả. Hyejin tuy phản đối ý kiến của Junho, nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng thấy làm như vậy là đúng. Junho không muốn vì tranh luận mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, anh đề nghị đưa Hyejin ra biển ngắm bình minh cho khuây khỏa. Hyejin cũng muốn thư giãn nên đồng ý, cả hai lái xe suốt đêm, đến sáng sớm thì đến biển.
Được ánh nắng ấm áp chiếu rọi, tâm trạng u ám của Hyejin cũng tan biến. Cô đồng ý để Junho làm theo ý mình. Từ tối qua đến giờ, Junho và Hyejin cãi vã rồi làm hòa, tình cảm của hai người lại tiến thêm một bước dài. Còn thầy Pio đã thức trắng đêm để đọc xong quyển ghi chú đọc sách mà Haju đã nộp. Thầy ghi chú rất nhiều ý kiến lên nó. Đối với thầy, ít nhất vẫn còn một học sinh chịu khó học theo cách mà thầy đã dạy. Điều đó đủ để thầy Pio cảm thấy mãn nguyện. Về phía phó giám đốc, thấy thầy Pio không đến tìm mình, bà ta vội vàng bàn bạc đối sách với giám đốc Choi. Bà ta nhất định phải đánh bại giám đốc hiện tại để trả thù xưa. Giám đốc Choi vẫn muốn chiêu mộ Hyejin, vì vậy bà ta đề nghị phó giám đốc lôi kéo Hyejin và các giảng viên khác trong trung tâm luyện thi sang đầu quân cho mình. Làm như vậy, giám đốc hiện tại chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Ý tưởng này rất hợp ý phó giám đốc. Tối hôm đó, phó giám đốc hẹn gặp Hyejin, đưa cho cô chiếc USB chứa dữ liệu giảng dạy. Nhìn thấy Hyejin không hề ngạc nhiên, phó giám đốc đoán cô đã biết chuyện, bà ta ám chỉ Hyejin nên đi theo mình, nếu không những dữ liệu này sẽ lọt vào tay người khác. Hyejin nhất thời chưa thể quyết định, cô xin phó giám đốc cho thêm thời gian suy nghĩ. Ngoài ra, nếu muốn cô chuyển sang trung tâm khác, Hyejin muốn đưa Junho đi cùng. Trước đó, cô hy vọng phó giám đốc chấp thuận đơn xin mở lớp học mới của Junho. Để lôi kéo Hyejin, phó giám đốc đồng ý. Không lâu sau, lớp học miễn phí của thầy Pio bắt đầu. Hyejin khuyến khích học sinh đến nghe giảng, bản thân cô cũng đến dự thính. Vừa bước vào lớp, thầy Pio đã hát cho các em nghe một bài đồng dao. Lấy lời bài hát làm điểm bắt đầu, thầy say sưa giảng bài cho học sinh. Trong môn ngữ văn, trí tưởng tượng phong phú và khả năng thấu hiểu là yếu tố quyết định để học sinh có thể nắm vững kiến thức cũng như đạt điểm cao trong các kỳ thi. Suốt buổi học, thầy Pio rất tâm huyết, mong muốn học sinh hiểu được ý nghĩa của tác phẩm, dùng tầm nhìn rộng mở hơn để khám phá thế giới. Hyejin ngồi phía sau lớp học, trên môi nở nụ cười thán phục. Ở một diễn biến khác, Junho cũng miệt mài hoàn thành một phần giáo trình mới. Anh nóng lòng muốn cho Hyejin xem, bộ giáo trình mới đã tốn không ít tâm huyết của Junho. Anh sử dụng những câu chuyện có thật và sinh động để giúp học sinh thưởng thức và hiểu sâu hơn về văn học. Nhìn giáo trình mà Junho dày công biên soạn, Hyejin nhớ lại lời Sihu từng nói rằng lớp học miễn phí của Junho và Hyejin là lớp học hay nhất mà cậu từng được nghe. Nghĩ đến đây, Hyejin như bừng tỉnh, cô công nhận phương pháp giảng dạy của Junho. Bản thân Hyejin cũng được truyền cảm hứng, sau khi suy nghĩ thấu đáo, cô lần lượt hẹn gặp phó giám đốc và giám đốc Choi. Trước mặt hai người, Hyejin thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Hyejin nói rằng cô không cần chiếc USB chứa dữ liệu giảng dạy của mình nữa. Cho dù chiếc USB đó có rơi vào tay ai hoặc bị in ra dán khắp nơi, cô cũng không quan tâm. Bởi vì những tài liệu chỉ nhằm mục đích đối phó với thi cử đó, đối với cô không còn giá trị nữa. Anh chàng thầm yêu cô giáo dạy thêm của mình. Nhiều năm sau, anh ấy nỗ lực trở thành đồng nghiệp của cô giáo năm xưa, cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Để bảo vệ tình yêu quý giá này, họ luôn giữ kín mối quan hệ của mình. Thế nhưng, kẻ xấu muốn đạt được mục đích đã lợi dụng chuyện tình cảm của họ để làm lớn chuyện. Phó giám đốc muốn phá hoại trung tâm luyện thi, đã đánh cắp dữ liệu giảng dạy quan trọng của Hyejin, ép cô cùng nhảy việc sang trung tâm của giám đốc Choi. Hyejin lúc này đã có lý tưởng giảng dạy riêng, cô dự định cùng Junho tìm cách nâng cao điểm số và năng lực cảm thụ tác phẩm cho học sinh. Vì vậy dữ liệu giảng dạy trước đây đối với cô đã không còn giá trị, cô cũng không cần đến chúng nữa. Giám đốc Choi rất nể phục Hyejin, người có tiềm năng vô hạn, bà luôn muốn chiêu mộ cô về dưới trướng của mình. Nay bị Hyejin từ chối thẳng thừng, bà đoán được cô vì Junho mà kiên quyết ở lại. Cách đây không lâu, một nam giáo viên dưới trướng giám đốc Choi tình cờ đến quán rượu mà Hyejin thường ghé qua để uống rượu. Anh ta nghe được từ chủ quán rượu rằng Hyejin và Junho là một đôi. Tin tức đến tai giám đốc Choi, lại thêm việc Hyejin nhất quyết không chịu nhảy việc, bà hiểu rõ rằng Hyejin sẽ không gia nhập phe mình. Đã không thể trở thành đồng minh, họ chỉ còn cách trở thành đối thủ trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này. Ngoài giám đốc Choi là mối lo bên ngoài, Hyejin và Junho còn phải đối mặt với vấn đề nội bộ của trung tâm luyện thi. Vài ngày trước, Hyejin giả vờ quy phục phó giám đốc, giúp Junho có cơ hội mở lớp học mới. Nhưng số lượng học sinh đăng ký lớp học không đủ quy định, thông thường sẽ không thể khai giảng. Tuy nhiên Junho lại là trường hợp ngoại lệ. Giờ đây, các giáo viên khác thấy Junho được ưu ái, liền chắc chắn có liên quan đến Hyejin nên bàn tán sau lưng họ. Sau khi gặp hai con cáo già là phó giám đốc và giám đốc Choi, Hyejin lập tức nhắn tin thông báo cho giám đốc rằng phó giám đốc sắp nghỉ việc và sẽ lôi kéo các giáo viên của trung tâm cùng nhảy việc. Hơn nữa, Hyejin hẹn riêng Junho, nói rõ chuyện tình cảm của họ bị bại lộ. Chuyện thầy trò trở thành người yêu còn nghiêm trọng hơn việc dữ liệu giảng dạy bị dò dỉ. Nếu truyền ra ngoài, cả hai chắc chắn sẽ bị dư luận công kích. Hyejin cho rằng thay vì chối bỏ một cách hèn hạ, chi bằng thừa nhận thẳng thắn. Nhưng cô lo lắng Junho, một người trẻ tuổi đầy triển vọng, sẽ bị liên lụy và ảnh hưởng đến tương lai. So với tương lai, Junho chỉ quan tâm đến Hyejin, chỉ cần cô nói một câu em yêu anh là đủ. Sau khi hỏi ý kiến Junho, Hyejin hẹn gặp giám đốc, định nói rõ về chuyện tình cảm của mình. Nào ngờ, từ trước khi Hyejin và Junho chính thức hẹn hò, giám đốc đã phát hiện ra mối quan hệ của họ. Vì vậy, ông muốn mời thầy giáo Pio về phụ trách học sinh trường cấp 3 Chan Dung, sau đó thăng chức cho Hyejin. Tách Hyejin và Junho ra, tránh để hai người suốt ngày bên nhau gây tai tiếng, ai ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Để bảo vệ danh tiếng cho Hyejin, giám đốc đề nghị hai người tạm thời phủ nhận chuyện yêu đương. Ông sẽ tìm cách giới thiệu Junho đến trung tâm luyện thi lớn hơn, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Nghĩ đến việc Junho sẵn sàng ủng hộ mình vô điều kiện, Hyejin đã từ chối đề nghị của giám đốc. Dù tương lai có bao nhiêu lời ra tiếng vào, cô đều sẽ dũng cảm đối mặt. Trong lúc Hyejin lâm vào cảnh khốn cùng, giám đốc Choi và đồng bọn đã lên kế hoạch tìm người thích hợp tung tin đồn thất thiệt về Hyejin và Junho.
sau đó lợi dụng dữ liệu giảng dạy của Hyjin, thầy sẽ khiến cô không còn chỗ dung thân. Về phía phó giám đốc, bà ta bắt đầu dụ dỗ nhân viên nhảy việc. Đầu tiên, bà ta tìm đến cô Nam nói chuyện. Phó giám đốc nhận thấy cô Nam là một giảng viên có hoài bão và lý tưởng, nên đề nghị cô Nam cùng bà ta nhảy việc đến một nơi rộng lớn hơn để phát triển. Sau khi lôi kéo cô Nam, phó giám đốc lại tìm đến tổ trưởng Jun, người có công khai sáng trung tâm luyện thi. Tổ trưởng Jun vốn dĩ thầm yêu Hyjin, giờ đây nghe tin người trong mộng đến với người khác, anh ta vô cùng phẫn nộ. Tổ trưởng Jun cố tình lập một nhóm chat chung của trung tâm luyện thi mà không có Hyjin và Jun Ho. Sau đó, trong nhóm chat, anh ta tung tin đồn thất thiệt rằng Jun Ho được hưởng đặc quyền và lợi ích từ mối quan hệ đặc biệt với Hyjin. Ngoài lớp học mới này, trước đây Hyjin thường xuyên lợi dụng tài nguyên của mình để giúp đỡ Jun Ho. Lời vu khống của tổ trưởng Jun khiến nhóm chat nổ tung. Đồng nghiệp thân thiết với Hyjin sau khi xem tin nhắn trong nhóm lập tức gửi tin nhắn hỏi han Hyjin. Hyjin vẫn luôn hòa thuận với tổ trưởng Jun, giờ đây bị đâm sau lưng, cô vô cùng hoang mang, không biết nên ứng phó ra sao. Jun Ho thấy cô cả đêm không ăn uống gì, liền đưa cô về nhà mình, lấy vài món ăn mẹ anh gửi cho để cô ăn lót dạ. Sau bữa tối, Jun Ho tiễn Hyjin lái xe rời đi. Vừa xa nhau chưa được bao lâu, cả hai đều nhớ ra mình còn lời muốn nói, liền quay đầu chạy về phía người mình yêu. Jun Ho lo lắng bạn gái bị chuyện này ảnh hưởng, muốn biết tình hình của cô. Hyjin cũng nghĩ đến điều này, cô bảo Jun Ho đừng lo cho mình. Em yêu anh đã nói chỉ cần nói một câu em yêu anh là đủ mà. Nghe vậy, Jun Ho ôm chặt Hyjin và hôn cô thật sâu. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, sáng hôm sau, hai người lo lắng đi làm. Một nữ giáo viên gặp Jun Ho ở dưới sảnh trung tâm luyện thi, khuyên anh tạm thời đừng lộ diện. Trong ngành luyện thi, sự cạnh tranh ở khắp mọi nơi. Biết bao nhiêu người ghen tị với năng lực và địa vị của Hyjin, chỉ chờ xem cô thất bại, ngay cả đồng nghiệp cũng không ngoại lệ. Quả nhiên như lời nữ giáo viên nói, khi Hyjin trở lại trung tâm luyện thi, tổ trưởng Jun đã tập hợp mọi người lại, chỉ trích Hyjin ưu ái và dành đặc quyền cho Jun Ho. Một nam đồng nghiệp là người của phó giám đốc, để kéo Hyjin xuống, liên tục mỉa mai Jun Ho và Hyjin, thậm chí còn bịa đặt rằng hai người đã sống chung. Nghe những lời này, Jun Ho không thể nhịn được khi thấy Hyjin bị sỉ nhục, liền phản bác rằng nam đồng nghiệp kia năng lực kém cỏi, học sinh theo học anh ta thật sự là xui xẻo. Cả hai nóng giận suýt nữa thì động tay động chân, may mà được mọi người can ngăn. Bên trong trung tâm luyện thi náo loạn, tình hình bên ngoài còn nghiêm trọng hơn. Phụ huynh nghe nói Hyjin và học trò cũ đến với nhau thì bắt đầu lo ngại. Những bậc cha mẹ có con trai lo lắng rằng con trai ở tuổi dậy thì máu nóng bồng bột, không tránh khỏi bị Hyjin mê hoặc như Jun Ho. Thêm vào đó, gần đây Hyjin đã đổi sách giáo khoa mới, không còn giao bài tập về nhà hay nhồi nhét cho học sinh một đống tài liệu và bài giảng như trước kia, mà tập trung vào việc nâng cao năng lực học tập cho học sinh. Phụ huynh không hiểu dụng ý của Hyjin, họ nghi ngờ cô dồn hết tâm trí vào chuyện yêu đương, không còn để tâm đến học sinh nữa. Không lâu sau, đủ loại tin đồn lan truyền khắp ngành luyện thi, danh tiếng của Hyjin tụt dốc không phanh. Giám đốc Choi, kẻ đứng sau giật dây tung tin đồn thất thiệt, đang âm thầm hả hê, chờ đợi Hyjin bị đánh gục, trung tâm luyện thi bị ảnh hưởng danh tiếng. Còn bà ta đối thủ cạnh tranh sẽ là người hưởng lợi cuối cùng. Hyjin không muốn trơ mắt nhìn trung tâm luyện thi sụp đổ, đành phải hạ mình cầu xin tổ trưởng Jun cho cô một cơ hội để giải thích rõ ràng mọi chuyện với mọi người. Tổ trưởng Jun lại ôm tâm lý không có được Hyjin thì hủy hoại cô, liền từ chối lời cầu xin của Hyjin. Khi Hyjin đang bối rối không biết làm sao, các bậc phụ huynh hùng hổ kéo đến hỏi tội Hyjin, chất vấn phương pháp giảng dạy mới của cô. Hyjin kiên nhẫn giải thích rằng học sinh cần nắm vững phương pháp đọc hiểu đúng đắn thì mới có thể học tập hiệu quả sau này. Phụ huynh chỉ quan tâm đến thành tích của con cái. Rõ ràng, phương pháp giảng dạy hiện tại của Hyjin không thể đảm bảo điểm số cho học sinh. Phụ huynh tức giận mắng mỏ Hyjin, cô giỏi giang như vậy nên mới đi yêu đương với học sinh trẻ tuổi sao, cô không thấy xấu hổ với học sinh sao. Hyjin cố gắng biện minh, nhưng các phụ huynh không nghe lọt tai, tuyên bố sẽ yêu cầu hoàn trả học phí, không cho con em mình theo học Hyjin nữa. Sau khi mọi người rời đi, Hyjin tủi thân rơi nước mắt, tâm trạng rơi xuống đáy vực, Jun Ho cũng không khá hơn. Trong giờ học, có học sinh tinh nghịch hỏi han chuyện tình đầu của anh, tò mò muốn biết liệu anh có thật sự hẹn hò với Hyjin khi còn học cấp 3 hay không. Jun Ho không phải người dễ bắt nạt, yêu cầu học sinh ăn nói hàm hồ lập tức rời khỏi lớp, đồng thời đồng ý hoàn trả học phí. Những đứa trẻ khác hùa theo cũng bị anh cảnh cáo nghiêm khắc. Càng ngày càng có nhiều học sinh xin rút học phí, mọi người trong trung tâm luyện thi hoang mang lo lắng, ai cũng sợ mình sẽ mất việc. Còn những học sinh không theo học Hyjin nữa đều quay sang lớp của thầy Pio, nhìn thấy lớp học của mình kín chỗ, thầy Pio không hề vui mừng. Anh hiểu rõ con người Hyjin, biết rằng những tin đồn lan truyền bên ngoài đều là bịa đặt. Học sinh vì bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt nên mới đột ngột đổi trung tâm luyện thi. Giám đốc Choi nhìn thấu khí chất thanh cao của anh, biết anh không muốn chiến thắng Hyjin trong hoàn cảnh tồi tệ như thế này. Nhưng trung tâm luyện thi khác với trường học, học sinh sẽ không mãi ngoan ngoãn theo học một giáo viên. Nếu thầy Pio không biết trân trọng những gì mình đang có, đến lúc tình thế thay đổi, anh nhất định sẽ hối hận. Đối với tình hình hiện tại, Hyjin lo lắng việc học sinh nghỉ học hàng loạt sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cô Nam, nên khuyên cô rời khỏi đây, đến nơi tốt hơn để phát triển. Cô Nam không gia nhập phe cánh với những kẻ tiểu nhân như phó giám đốc. Cô thật sự rất coi trọng tiền đồ của bản thân, nhưng càng muốn trung thành với quyết định của mình. Ở lại đồng cam cộng khổ với Hyjin là điều cô muốn làm lúc này. Có cô Nam bên cạnh, tâm trạng Hyjin cũng tốt hơn một chút. Trở lại văn phòng, cô nhìn thấy tờ giấy nhắn Jun Ho để lại trên bàn. Jun Ho vốn định ở bên cạnh Hyjin, nhưng hiện tại có việc cần ra ngoài một chuyến, phải đến tối mới có thể gọi điện cho Hyjin. Anh dặn dò Hyjin nhớ ăn uống đầy đủ. Cuối cùng, anh còn viết một câu anh yêu em.
Junho biết tờ giấy nhắn dán trên bàn Hiji nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy, nhưng anh cố ý làm vậy. Vô hình chung, anh đang phản kháng lại lời chỉ trích của mọi người. Hyejin xúc động cầm tờ giấy nhắn, đọc đi đọc lại nhiều lần, cảm nhận tình yêu Junho gửi gắm qua từng nét chữ. Người hẹn Junho ra ngoài là giám đốc. Hiện tại, phó giám đốc công khai phản bội trung tâm luyện thi, các giáo viên lần lượt xin nghỉ việc, giám đốc đã cùng đường bí lối. Để xoa dịu sự việc, giám đốc muốn Junho rời đi. Đối với Junho còn trẻ, anh đến trung tâm luyện thi lớn hơn hoặc quay về công ty lớn làm việc đều không thành vấn đề. Ban đầu, giám đốc cũng tính đến chuyện để Hyejin ra đi, nhưng lúc trước chính ông ép Hyejin ở lại trung tâm luyện thi, khiến cô bỏ lỡ kỳ thi tư pháp cuối cùng. Giờ đây, Hyejin muốn chuyển ngành cũng đã muộn. Nghe đến đây, Junho mới hiểu Hyejin đã hy sinh nhiều như thế nào cho trung tâm luyện thi, còn sự xuất hiện của anh lại liên lụy đến tương lai của cô. Anh đau lòng bật khóc nức nở. Lúc này, Hyejin vì đói bụng nên đến quán rượu, vừa hay nhìn thấy Junho khóc sưng mắt. Để tránh cho Hyejin suy nghĩ nhiều, Junho giải thích rằng anh buồn và khóc là do ảnh hưởng bởi những lùm xùm gần đây. Giám đốc cũng lên tiếng bao che cho Junho. Tuy nhiên, Hyejin nhận ra Junho đang nói dối. Thấy anh không muốn nói thật, cô cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, cô chuyển chủ đề sang việc Junho đuổi học sinh hỗn láo ra khỏi lớp. Hyejin khuyên anh là giáo viên thì cần phải bình tĩnh, không được hành động theo cảm tính, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trung tâm và uy tín của Junho. Junho hiểu rằng Hyejin đang kìm nén cảm xúc, anh muốn cô có thể giải bày mọi tâm tư trước mặt mình. Trước mặt người yêu, Hyejin dần suy sụp, bật khóc nức nở. Cô từng nghĩ, nếu như hai người bằng tuổi nhau, hoặc không phải là mối quan hệ thầy trò thì có lẽ chuyện tình cảm của họ sẽ không bị người đời phỉ báng, ảnh hưởng đến trung tâm như vậy. Đêm xuống, Hyejin và Junho đi bộ về trung tâm dưới trời mưa. Junho chủ động nói ra lý do anh khóc. Anh không thể chịu đựng được việc Hyejin bị tổn thương vì những lời đồn đại ác ý do mối quan hệ của hai người. Trước đây, Junho luôn tự tin thái quá. Chỉ cần đạt được một chút thành tích là anh đã tự mãn, luôn cho rằng việc được Hyejin dạy kèm và thi đỗ vào trường đại học danh tiếng là một điều gì đó rất ghê gớm. Anh nghĩ rằng bản thân có thể làm tốt mọi việc, kể cả việc giữ bí mật chuyện tình cảm với Hyejin. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, anh vẫn chỉ là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời Hyejin đi học thêm, chưa thực sự trưởng thành và tốt nghiệp. Khi chuyện tình cảm của hai người bị người đời công kích, anh mới nhận ra mình đã bối rối và bất lực đến nhường nào. Bây giờ là lúc anh cần phải thay đổi để bản thân trưởng thành hơn. Lời nói của Junho khiến Hyejin rung động và hành động tiếp theo của anh càng khiến cô bất ngờ hơn. Ngày hôm sau, Junho chủ động đến gặp người đồng nghiệp nam mà anh đã cãi nhau ngày hôm qua. Bất kể đối phương nói những lời khó nghe đến đâu, anh vẫn giữ thái độ khiêm tốn, cúi đầu xin lỗi. Anh còn gửi cho người đồng nghiệp tất cả dữ liệu bài giảng của mình để anh ta tham khảo. Hành động của Junho khiến mọi người đều cảm thấy anh như biến thành người khác. Người đồng nghiệp nam càng thêm khó hiểu, nghi ngờ Junho có mục đích khác. Junho đã tự kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc. Những lời anh nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Anh yêu Hyejin rất nhiều, không thể trơ mắt nhìn các giáo viên lần lượt rời đi khiến cho trung tâm sụp đổ. Và Hyejin phải gánh chịu tất cả những điều này khiến cô sống trong dằn vặt. Nếu như cúi đầu xin lỗi có thể cứu vãn được tình thế, anh sẵn sàng làm. Thái độ chân thành của Junho khiến người đồng nghiệp nam phải hổ thẹn. Tiếp đó, Junho đến gặp tổ trưởng Jun, khuyên anh ta đừng cùng phe với phó giám đốc chống đối trung tâm, lan truyền tin đồn thất thiệt để làm tổn thương Hyejin. Tổ trưởng Jun vẫn còn oán giận Hyejin vì đã không nói trước cho anh ta biết về chuyện tình cảm, khiến anh ta đơn phương yêu cô bấy lâu nay. Junho nghiêm nghị nói, yêu đơn phương một người không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, yêu mà biến thành hận thù, phá hoại cuộc sống của đối phương mới là đáng xấu hổ. Bây giờ, anh đang đứng ở đây với tư cách là một người đàn ông để cảnh cáo những kẻ đang bắt nạt bạn gái mình. Thấy tổ trưởng Jun vẫn cố chấp, Junho cũng không muốn phí lời với anh ta nữa. Thực ra, Junho cố tình đến nói chuyện với người đồng nghiệp nam và tổ trưởng Jun là để gây sự chú ý của người đứng phía sau họ, phó giám đốc. Sau khi hẹn được phó giám đốc ra ngoài, Junho hy vọng bà ta đừng gây thêm chuyện nữa, hãy yên phận mà rời đi, tự mình lập nghiệp. Phó giám đốc rất ấn tượng với năng lực vượt trội của Junho, vẫn muốn thuyết phục anh cùng bà ta nhảy thuyền. Phó giám đốc rất tự tin vào khả năng ăn nói của mình. Bà ta đã dựa vào cái miệng của mình để thành công lôi kéo các giáo viên khác rời đi. Tuy nhiên, phó giám đốc càng tâng bốc Junho, anh càng cảm thấy bà ta nham hiểm. Junho cho rằng, cho dù giám đốc không xuất hiện, dùng giá thấp để mua lại trung tâm của phó giám đốc thì với cách hành xử gian xảo, bất chấp thủ đoạn của bà ta cũng không thể trở thành một người giáo viên tốt, không thể quản lý tốt trung tâm. Những người mà phó giám đốc thu hút được cũng đều là những kẻ giống như bà ta. Một khi trung tâm gặp khủng hoảng, chắc chắn họ cũng sẽ bỏ đi như chim sợ cành cong. Và rồi phó giám đốc sẽ lại thất bại như trước đây, phó giám đốc tức giận bỏ đi. Junho lúc này mới hoàn hồn, nhận ra hai tay mình đang run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Buổi tối, Junho hẹn gặp Hyejin, kể lại toàn bộ câu chuyện với phó giám đốc cho cô nghe. Vì đối phương không chịu dừng tay, nên Junho cũng sẽ không ngồi yên. Anh nhất định sẽ nghĩ cách giúp Hyejin lấy lại danh dự. Có Junho ở bên cạnh an ủi và động viên, tâm trạng của Hyejin đã tốt hơn rất nhiều. Hai người vui vẻ dùng bữa tối, nắm tay nhau đi dạo trên đường. Sau khi đưa Hyejin về trung tâm, Junho tranh thủ gặp mặt thầy Pio. Thầy tin tưởng vào nhân phẩm của Junho và Hyejin nên không bận tâm đến những tin đồn thất thiệt đó. Tuy nhiên, thầy Pio mơ hồ cảm nhận được rằng những lùm xùm này có liên quan đến giám đốc Choi. Cùng lúc đó, phó giám đốc vẫn đang tiếp tục lôi kéo các giáo viên của trung tâm. Mục tiêu tiếp theo mà bà ta nhắm đến chính là trợ giảng của Hyejin. Bà ta muốn dùng một khoản tiền lớn để mua chuộc trợ giảng, lấy được thông tin giảng dạy của Hyejin và Junho. Sau đó, bà ta sẽ sắp xếp cho trợ giảng làm việc bên cạnh giám đốc Choi, giúp bà ta moi thông tin.
hoàn cảnh của trợ giảng không mấy dư giả nên cô thực sự rất cần tiền. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và Hyejin khá tốt nên cô không muốn phản bội Hyejin. Vì vậy, cô đã khéo léo từ chối phó giám đốc, nói rằng sẽ suy nghĩ. Trở về trung tâm, cô đã kể lại toàn bộ sự việc cho Hyejin và Junho. Vì Hyejin, cô thậm chí còn tình nguyện mạo hiểm đến chỗ phó giám đốc làm gián điệp. Thực ra, trợ giảng cũng từng dao động, nhưng trên đường trở về trung tâm, cô đã gặp Hajun, một học sinh nữ. Do mẹ muốn chuyển trung tâm nên Hajun buộc phải theo học ở trung tâm khác. Cô bé rất biết ơn sự dạy dỗ của Hyejin, cũng rất quý mến người trợ giảng dễ mến. Nhìn thấy học sinh gọi mình là cô giáo, còn bày tỏ lòng biết ơn với mình, trợ giảng bỗng nhiên bừng tỉnh, nhận ra rằng mình không thể vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Cô nhớ lại khoảnh khắc mình định đồng ý với điều kiện của phó giám đốc, trong lòng trào dâng cảm giác xấu hổ, bật khóc nức nở. Nhìn thấy trợ giảng đau lòng, Hyejin cũng rất đau lòng. Junho im lặng ở bên cạnh Hyejin, đưa khăn giấy, rót nước ấm cho cô. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hyejin quyết định không ngồi yên nữa. Cô phải nghĩ cách để phó giám đốc phải trả giá. Sau khi nói chuyện với thầy Pio, Junho nhận ra kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chính là giám đốc Choi. Để phá vỡ liên minh giữa phó giám đốc và giám đốc Choi, Junho đã nghĩ ra một kế. Anh hẹn gặp người đồng nghiệp nam và nói thẳng rằng người mà giám đốc Choi thực sự muốn chiêu mộ là Hyejin, còn những giáo viên khác có thể sẽ bị bà ta lợi dụng rồi vứt bỏ. Nghe vậy, người đồng nghiệp nam đã bày tỏ lo ngại của mình với phó giám đốc, đề nghị bà ta xác nhận xem liệu có thể có được một vị trí vững chắc trong trung tâm của giám đốc Choi hay không. Chỉ khi nào phó giám đốc trở thành chỗ dựa vững chắc, anh ta và những đồng nghiệp khác mới dám mạo hiểm nhảy thuyền. Người đồng nghiệp nam còn tiết lộ rằng hiện tại Hyejin đang gặp mặt giám đốc Choi. Nghe vậy, phó giám đốc có chút bối rối, vội vàng gọi điện cho giám đốc Choi nhưng bị cúp máy phũ phàng, thậm chí còn bị chặn số. Thấy vậy, phó giám đốc lập tức đích thân đến tìm giám đốc Choi. Lúc này, Hyejin đang nói chuyện với giám đốc Choi. Cho đến tận bây giờ, giám đốc Choi vẫn muốn chiêu mộ Hyejin, muốn cô dẫn học sinh sang đầu quân cho bà ta. Hyejin cười khẩy, đối với cô, cho dù giám đốc Choi có giở trò sau lưng thì cũng không bao giờ được như ý muốn. Cô khinh thường loại người như giám đốc Choi. Thấy Hyejin vẫn cứng đầu cứng cổ, giám đốc Choi cũng không giả vờ nữa, cho rằng Hyejin quá cao ngạo nên mới thất bại thảm hại như vậy. Hyejin tiếp tục vạch trần việc phó giám đốc đang liên lạc với trợ giảng của cô, chắc hẳn là muốn cài người vào theo dõi giám đốc Choi. Cho dù là phó giám đốc hay giám đốc Choi thì đều là những kẻ hèn hạ, vô liêm sỉ, giỏi dùng thủ đoạn đê hèn để hãm hại người khác. Đúng lúc này, phó giám đốc xuất hiện, Hyejin biết rằng kế hoạch ly gián của mình đã thành công, đến lúc phải rời đi rồi. Sau khi Hyejin rời đi, giữa hai người phụ nữ đã nảy sinh mâu thuẫn. Phó giám đốc bất mãn vì là đồng minh với nhau, vậy mà giám đốc Choi lại lén lút gặp mặt Hyejin. Giám đốc Choi cũng không ưa gì người đồng nghiệp này, muốn cài người vào bên cạnh bà ta nhưng lại bất tài vô dụng, không làm được trò gì nên hồn, ngược lại còn bị Hyejin phát hiện. Theo giám đốc Choi, đã không có bản lĩnh thì nên ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy. Bà ta nhìn phó giám đốc với ánh mắt khinh bỉ, không hiểu nổi tại sao giám đốc của trung tâm có thể chịu đựng phó giám đốc lâu như vậy. Bị chọc giận, phó giám đốc lao đến tát giám đốc Choi một cái như trời giáng. Giám đốc Choi bị đánh đến chảy máu miệng, bà ta cởi giày cao gót, lao đến túm tóc phó giám đốc. Hai người phụ nữ lao vào đánh nhau túi bụi. Các học sinh đang học ở trên lớp thấy vậy liền súng lại xem, lấy điện thoại ra quay phim. Hyejin chứng kiến toàn bộ màn kịch, người ngã khuỵu xuống đất. Hyejin bị sốt, Junho vội đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Sau khi ngủ một giấc, Hyejin cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Junho nắm tay bạn gái, dự định sẽ cùng cô tập thể dục để nâng cao sức khỏe, như vậy hai người mới có thể bên nhau trọn đời. Lời cầu hôn bất ngờ khiến Hyejin bối rối, mãi mới thốt ra được một câu bảo Junho đi mua kem cho mình. Trong lúc Junho ra ngoài, Hyejin nhìn giáo án, tài liệu, giấy nhớ đầy nhà, bỗng nảy ra một ý nghĩ, cô muốn rời khỏi trung tâm. Năm đó, sau khi Hyejin dạy kèm cho Junho thi đỗ đại học, giám đốc đã mua tặng cô một chiếc xe ô tô cũ. Gia cảnh Hyejin nghèo khó, nhưng là người đầu tiên trong nhóm bạn bè sở hữu ô tô. Từ đó về sau, kiếm tiền trở thành mục tiêu sống của cô. Giờ đây, khi học sinh lần lượt bỏ đi, cô mới thực sự nhận ra rằng đã đến lúc cô nên tiếp tục theo đuổi việc học dang dở của mình. Junho vô điều kiện ủng hộ, nhưng anh có một yêu cầu, đó là trong thời gian Hyejin đi học, cô phải chấp nhận sự giúp đỡ và chăm sóc của anh. Lời nói của Junho ngọt ngào như viên kem mà Hyejin đang ăn vậy. Sau khi Hyejin đưa ra quyết định, trung tâm cũng dần ổn định trở lại. Trưởng phòng tư vấn của trung tâm luôn muốn mở một trung tâm riêng. Thay vì bắt đầu từ đầu, cô quyết định đầu tư vào trung tâm đã có tiếng tăm này. Cứ như vậy, nguy cơ của trung tâm đã được giải trừ, Hyejin thu dọn đồ đạc cá nhân. Trước khi rời đi, cô ngồi trong phòng học, trải nghiệm cảm giác làm học sinh. Junho đứng trên bục giảng, say sưa giảng bài như một người thầy thực thụ. Thưa thầy đã kết hôn chưa? Dù đã cầu hôn rồi nhưng vẫn đang năn nỉ đối phương đây. Nói đến đây, Junho lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, hồi hộp tiến đến trước mặt Hyejin, quỳ xuống. Trong tương lai, Hyejin sẽ quay trở lại trường học. Để tránh cho những chàng trai khác nhòm ngó, anh phải dùng chiếc nhẫn này để trói chặt Hyejin. Hyejin mỉm cười gật đầu, Junho vui mừng đeo nhẫn cho người yêu. Mặc dù Hyejin đã rời khỏi trung tâm, nhưng cuộc sống mới của cô chỉ mới bắt đầu. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều bộ phim hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!